chương 800 tử nhị, cái gì, tử nhị nghe xong, trong lòng kinh ngạc không thôi, lại là mở miệng, đại nhân, việc này. Đừng nói, ý ta đã quyết, quỷ vương mở miệng, lập tức nhìn về phía những cái này nữ quỷ nói ra, các người đều nghe tốt, đây là bản tôn chất nhi, cơ bản bên trên và cháu ruột mà không sai biệt lắm, các người đều biểu hiện tốt một chút, ai nếu có thể bị cháu của ta coi trọng, đó là các người tạo hóa. Giờ phút này, cổ phong hay là lâm phong bộ dáng hình tượng chính là một cái dâu bạc lão giả, Bất quá cổ phong tự thân mang theo thuộc về đế giả khí chất, cái này cổ khí chất cũng đủ làm cho người mê muội. Giờ phút này chút nữ quỷ con mắt đều dài hơn tại cổ phong thân bên trên, đều kém chút chảy nước miếng. Cổ phong thầm cười khổ không thôi, này cũng chuyện gì a à? Nhìn cổ phong bộ dáng như thế, quỷ vương nói ra, chất nhi, người cũng đừng bộ dáng như vậy, người cũng đã biết ta vạn quỷ cốc những cô gái này, nguyên một đám hoa nhường nguyệt thẹn, tu vi cao thâm, đồng thời đều đã cô động thân người, không biết nhiều ít tông môn kiệt xuất nam tử đối với trong lòng các nàng nhớ thương, đổi lại người khác, nơi nào có chọn lựa cơ hội, đạt được một cái ta vạn quỷ cốc nữ tử, đều muốn thắp nhang cầu nguyện. Cô cô, ta thật không cần, cổ phong không khỏi mở miệng. Hừ, làm sao sẽ không cần, người trước đừng đem lời nói được sớm như vậy, nhìn các nàng biểu hiện về sau, người lại nói không muộn. Quỷ vương mở miệng, lập tức nhìn về phía nhất bên phải nhất nữ quỷ mở miệng, kim thơm, theo người bắt đầu. Là, quỷ vương đại nhân tên kia là kim thơm nữ quỷ mị thanh một câu, lập tức nàng dạo bước mà ra, tiếp lấy bắt đầu vũ bộ. Nhẹ nhàng mà múa, như là một cái bay múa con bướm. Bình tĩnh mà xem xét, cái này múa nhảy thực là không tồi, đổi lại bình thường nam nhân, chỉ sợ đã sớm bị mê thần hồn điên đảo. Bất quá cổ phong trong lòng chỉ có cổ nhu nhi một người, đối trước mắt nhìn như không thấy. Xuống dưới, kế tiếp, nhìn cổ phong sắc mặt không có một chút biến hóa, quỷ vương mở miệng. Cái kia kim thơm ai oán xem cổ phong liếc mắt, lập tức đi xuống tiếp theo lại là nhất nữ quỷ đi tới trong tay nàng ôm thì bà trực tiếp đàn tấu đứng lên một cái tiếp theo một cái nữ quỷ đi tới bất quá cổ phong từ đầu tới đuôi thần sắc đều không có nửa phần biến hóa rất có thể trang tử nhị ở một bên nhìn thấy cảnh này trong lòng không khỏi thầm nghĩ nam nhân hắn thấy nhiều không người nào là thèm muốn sắc đẹp trước mắt người này tại tử nhị xem ra căn bản không phải không động tâm mà là tại nơi đó giả vờ giả vịt xuống dưới các ngươi tất cả đi xuống quỷ vương mở miệng những cô gái kia liền tất cả đi xuống thanh thủy cô cô ta thật không có nhìn chúng người hôm nay hay là tạm thời cáo tử đi cổ phong mở miệng sắc mặt cho cũng nên đi chậm đã quỷ vương mở miệng lập tức nhìn về phía một bên đối với cổ phong mặt coi thường tử nhị mở miệng nhụy nhi ngươi cũng nhìn ra ta đây chất nhi bình thường nữ tử là không xứng với bên trên hắn cũng chỉ có ngươi cái gì tử nhị xứng sờ lập tức lập tức mở miệng quỷ vương đại nhân ta có thể quỷ vương lại là khoát khoát tay nói ra đừng nói ta đều hiểu ta biết ngươi cũng bị tình thương qua nhưng ta tin tưởng ta cái này chất nhi không phải loại nam nhân này sau này ngươi làm vợ hắn liền phải chiếu cố thật tốt hắn cái này cái gì cùng cái gì a à? cổ phong đều mộng cái này quỷ vương hỏi cũng không hỏi bản thân một thoáng trực tiếp liền muốn đem tử nhị kín đáo đưa cho bản thân đây cũng quá ngang ngược đi quỷ vương đại nhân ta trước kia liền lập xuống qua lời thề đời này tuyệt không lấy chồng, muốn một đời thủ hộ tại quỷ vương đại nhân hai bên, đại nhân, xin đừng để cho ta rời đi. Tử nhị giờ phút này, lập tức quỳ gối quỷ vương trước mặt, mở miệng nói ra. Hỗn trướng, ngươi sao như thế không biết tốt xấu, quỷ vương, nghe xong, lúc này tức giận một câu. Thanh thủy cô cô, giờ khắc này, cổ phong mở miệng, nhìn lấy quỷ vương nói ra, thanh thủy cô cô, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta cổ phong trong lòng sớm có một người, đời này ta cũng sẽ không đón thêm nạp bất kỳ một cái nào cái khác nữ tử. Người cũng đã biết, tử nhị là tiên thiên âm sát thân thể, nếu là cùng song tu tiến vào đệ tứ bộ tỷ lệ, có thể tăng lên ba thành. Quỷ vương nghe xong, trong lòng tức giận mở miệng, nàng hôm nay, kỳ thật chính là muốn thi nghiệm cổ phong một phen, nhất ý tưởng chân thật, nàng muốn cho dư cổ phong chính là tử nhị. Tử nhị giờ phút này đau thương cười một tiếng, nàng biết chính mình vận mệnh xong. Bản thân dung mạo không tầm thường, không biết nhiều ít nam tử, bị dung mạo của mình tin phục, mà cho dù dung mạo không cách nào tin phục, nghe được bản thân âm sát thân thể, đều sẽ điên cuồng. Trước mắt nam nhân này, cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. Chủ nhân, âm sát thân thể A, đây chính là âm sát thân thể, tăng lên 3 thành tỷ lệ, đây là vô số người trong giấc mộng đỉnh Lô A, cho dù đại nhân ngươi không cách nào đem tu vi mang đi, hiện tại tiến vào trước đệ tứ bộ, rất sớm cảm ngộ ảo diệu trong đó, sau này lại đột phá đệ tứ bộ thời điểm. Chủ nhân đem không có bất kỳ cái gì bình cảnh a. Giờ phút này, cổ phong trong lòng Lam Lân vô cùng thanh âm hưng phấn vang lên. Cổ phong sắc mặt không thay đổi chút nào, mở miệng, thanh thủy cô cô, ta nói qua, trong nội tâm của ta chỉ có một người. Người hảo ý ta xin tâm lính, cái kia vốn là đã trải qua tuyệt vọng tử nhĩ nghe xong lời này, cả người trong nháy mắt chấn động, lập tức nhìn về phía cổ phong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đối mặt âm sát thân thể, đối mặt bản thân loại thể chất này, vậy mà lại có người cự tuyệt. Ngươi, quỷ vương nghe xong, cuối cùng thở dài mở miệng thôi, người quả nhiên cùng phụ thân ngươi, là một dạng người, đi thôi. Thanh thủy cô cô, cáo từ, lời nói rơi xuống, cổ phong rời đi, làm lần giờ phút này trong lòng cảm thán không thôi, loại cơ hội này chủ nhân đều sẽ buông tha cho, hắn quả nhiên là không lời nào để nói. Cổ phong nhưng không có nửa phần hối hận, để tứ bộ, cổ phong hội lấy thực lực mình tu hành, mà tìm một nữ tử vì đỉnh lô sự tình, cổ phong không biết làm. Cổ phong rời đi hồi lâu, tử nhị như cũng ngốc trệ ở nơi đó. Quỷ vương thở dài mở miệng, tử nhị, hiện tại tin đi, đời này bên trên thật có như vậy trọng tình nam nhân. Tử nhị không nói gì, nàng lúc đầu đã trải qua nhận định thiên hạ nam tử đều là vô tình hạng người, hôm nay ý nghĩ lại là biến. Quỷ vương cuối cùng đối với tử nhị nói ra, đi thôi, người trong bóng tối bảo hộ hắn, tại hắn nguy cơ sinh tử thời điểm, cho dù người bản thân mệnh không, cũng muốn bảo vệ hắn. Là, đại nhân, tử nhị lập tức gật gật đầu, không có nửa phần do dự. Hiện tại, người đã trải qua biết hắn là dạng gì người nếu như người nguyện ý có thể thử nghiệm đánh động hắn bất quá ta nghĩ cơ hội lại không phải đặc biệt lớn quỷ vương lại là cảm thán mở miệng quỷ vương đại nhân ta đi lời nói rơi xuống tử nhị thân ảnh như điện cực tốc mà đến trong mắt nàng mang theo chấp nhất vẻ như là trước kia để cho nàng bảo hộ cổ phong nàng nhất định không phục mà bây giờ đối với dạng này một cái trọng tình nam nhân nàng cam tâm tình nguyện tới bảo vệ quỷ vương nhìn lên trời một bên trong lòng không khỏi cảm khái, tự nói Cổ Lang, không nghĩ tới người nhi tử thật đến, ta kém chút đem hắn nhận lầm thành ngươi, ta dựa theo ngươi khi đó nói làm, ta không có đem tất cả đều nói cho hắn, người nhi tử thật rất tốt, là một cái giống như người nam nhân tốt, chỉ là hiện tại, ngươi ở nơi nào? Chương 801, lột xác. Từ Quỷ Vương nơi đó rời đi về sau, Cổ Phong liền hoàn toàn một lòng chui vào tu hành bên trong. Thời gian đang trôi qua, Thiên Hồn Tông Tam Đại Thần Thông, bị Cổ Phong tu hành càng thêm thuần thục. Cái kia tử nhãn linh quỷ thực lực cũng là đang không ngừng kéo lên. Đồng thời, đệ thất phong khảo hạch như cũ tại tiến hành. Mỗi tháng đều có đệ tử đào thải ra khỏi cục, lưu tại vạn quỷ cốc bên trong người không ngừng thiếu. Theo thời gian đưa đẩy, lựa chọn bản thân rời khỏi khảo hạch người càng ngày càng ít, đại đa số người đều là bị buộc bất đắc dĩ, lâm vào nguy cơ sinh tử thời điểm mới có thể hướng cứu viện trưởng lão cầu cứu. Còn lại người, cùng hồn phách kinh nghiệm đối chiến, càng ngày càng nhiều lực lực bọn hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Một ngàn người, 900 người, 167 người, từ vừa mới bắt đầu hơn 6 ngàn người cùng tùy hầu trưởng lão cùng một chỗ đến đây hướng cổ phong bái sư, đến bây giờ vẻn vẹn 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 còn lại hơn 100 người, có thể tưởng tượng cái này hơn 10 tháng vạn quỷ cốc khảo hạch, là cỡ nào tàn khốc. Lúc mặt trời lặn, một khối đất trống bên trên, một đám hồn phách, đối với cái này còn thừa 167 võ giả triển khai vây giết. Này một đám hồn phách bên trong, ngự không cảnh hồn phách số lượng cũng không ít, linh mạch cảnh là chủ lực, kém cỏi nhất cũng có khí biến cảnh. Giết, làm lão tử sợ ngươi, phá cho ta, một đám tuổi trẻ võ giả, không có người nào trên mặt có mảy may e ngại vẻ, trải qua hơn 10 tháng sát lục, tại hơn 6.000 người bên trong chỗ hết tài năng, bọn hắn tuyệt không phải bình thường hạng người. Cái này hơn 10 tháng còn thừa những tinh anh này mỗi cá nhân tu vi đều có không được tiểu đề thăng, có người thậm chí đột phá một cái lớn cảnh. Các huynh đệ, để cho ta tới. Giờ phút này, Lâm Hùng thân thể bỗng nhiên cự đại hóa. Khủng bố nhục thân lực lượng, trực tiếp bộc phát, hắn lúc này một quyền hung hăng oanh ra. Trước mắt một đám hồn phách, trực tiếp bị Lâm Hùng một quyền đánh tan. Bây giờ Lâm Hùng tu vi, rốt cuộc đột phá linh mạch cảnh cực hạn, đã tới sơ nhập ngự không cảnh. Bên này Lâm Lượng thân ảnh như điện, đem Lâm Hùng bốn phía còn sót lại hồn phách toàn bộ rào sát, mở miệng, đại sư huynh, ta mới vừa từ nơi xa trở về, phát hiện còn có hồn phách đại quân tại chiều lấy nơi này vây giết mà đến, chúng ta cùng một chỗ hội tụ ở chỗ này, rất có thể toàn quân bị diệt, kế sách hiện nay, phân tán mà đi, chỉ muốn kiên trì qua đêm nay, ngày mai chúng ta liền thành công. Lâm lượng sắc mặt có chút nặng chiếu, hắn tu vi bây giờ đã trải qua đạt tới linh mạch đại viên mãn. Tốt, Lâm Hùng gật đầu, lập tức mở miệng, năm người một tổ, phân tán thoát đi, các huynh đệ, đây là cuối cùng một đêm, đại gia phải sống. Ở nơi này hơn 10 tháng bên trong, đại gia thì có lẫn nhau hợp tác chiến đấu, giờ phút này theo lâm hùng lời nói này rơi xuống đám người không chút do so dự nhào nhào riêng phần mình tổ đội hướng phía trung bộ khu vực các nơi tán đi cũng tại lúc này một đám hồn phách gào thét mà tới này một đám hồn phách bên trong chừng ba cái sơ nhập ngự không cảnh hồn phách lâm lượng cùng lâm hùng sắc mặt đều hơi hơi biến hóa cũng tại lúc này tiểu man đầu nhanh chóng mà tới há miệng chính là bỗng nhiên nhất nuốt thôn thiên thú hư ảnh hiển hiện một hớp này phía dưới trực tiếp đem ba cái kia sơ nhập ngự không cảnh hồn phách nuốt vào trong bụng. Giờ phút này, tiểu man đầu khí thức đã trải qua đạt tới linh mạch đại viên mãn, đồng thời khoảng cách ngự không cũng là không xa, thực lực đúng là còn tại lâm lượng bên trên. Trong ba người, tiểu man đầu thực lực tối cường, đặc biệt là thông qua không ngừng thôn vệ hồn phách, những hồn phách này tu vi mặc dù tiểu man đầu chỉ có thể hấp thu trong đó cực kỳ nhỏ bé nhỏ một bộ phận, nhưng tiểu man đầu nuốt nhiều a, như thế tu vi này tốc độ tăng trưởng, thật sự đạt tới để cho người ta giận sôi cấp độ đại sư huynh, nhị sư huynh, ba người chúng ta, cũng chia tán mà đi đi. Tiểu man đầu giờ phút này mở miệng, cái này hơn 10 tháng chém giết, để tiểu man đầu tâm tính cũng là trưởng thành rất nhiều, hắn không còn như trước đó như vậy, vẻn vẹn giống một cái nhỏ hài tử. Lâm Hùng cùng Lâm Lượng nghe nói có chút do dự, bất quá hai người theo sau chính là minh bạch tiểu sư đệ dụng ý, nhao nhao gật đầu. Huynh đệ ba người, chia ra mà đi, cổ phong đứng ở đằng xa một cái cây bên trên, nhìn lấy huynh đệ ba người tách ra một màn này, không khỏi khẽ gật đầu, tự nói, không sai, liền tiểu man đầu đều thành trường. Cổ phong đầu vai, đứng đấy một người đã trải qua 10 phần ngưng thực màu xanh lam kỳ lân thú con hồn phách. Không cần phải nói, chính là Lam Lân, bây giờ Lam Lân khí tức đã trải qua đạt tới sơ nhập nguyên thần cảnh, so với mới vừa tiến vào hồn thụ thời điểm sơ nhập thần niệm cảnh, không biết mạnh bên trên nhiều ít. Lam Lân không khỏi mở miệng, "Chủ nhân, cái này đối với những tiểu tử này mà nói, có phải hay không là quá ác?" bọn hắn biểu hiện đã trải qua rất không tệ. Chỉ có trải qua một đêm này, bọn hắn mới có thể triệt để lột xác. Cổ phong nghe xong, mỉm cười, lập tức nhạt nói mở miệng, tử nhị, lại thêm 10 cái ngự không hồn phách, truy kích bọn hắn. Theo cổ phong lời nói rơi xuống, sau người nơi xa, một bóng người chính là hiển hiện. Chính là tử nhị, lấy cổ phong sức quan sát, phát hiện trong bóng tối bảo hộ bản thân tử nhị, tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Tốt, tử nhị mặt bên trên không có chút nào không vui, lập tức gật gật đầu, thân ảnh biến mất không gặp. Hôm nay cái này đại quy mô hồn phách bộc phát, là cổ phong an bài, có quỷ vương quan hệ, cổ phong ở nơi này vạn quỷ cốc bên trong quyền lực thế nhưng là không được nhỏ, muốn tiến vào đệ thất phong bị cổ phong dạy bảo, cũng không phải đơn giản sự tình. Lam lần nhìn lấy tử nhị rời đi, lại là không khỏi cảm thán, ấy nha, chủ nhân, đây là âm sát thân thể A, lão nhân ngài ra liền. Người phương diện này tư tưởng lái như vậy thả, như vậy ngày mai ta cho ngươi tìm chỉ ngựa cái hồn phách. Cái này, chủ nhân, khác, nếu không tìm chỉ mẫu lừa hồn phách, chủ nhân tha ta đi, hay là con la, chủ nhân, ta là kỳ lân A, không có cách nào kỳ lân quá ít, chỉ dùng cái khác thay thế, kỳ thật châu cái cũng không tệ. Chủ nhân, ta sai, thật sai, một đêm này, trước đó chưa từng có tàn khốc, 167 người, tại lấy tốc độ nhanh nhất giảm bớt. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc, rốt cục, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xa tại mọi người mặt bên trên, đang cùng hồn phách trong chém giết tuổi trẻ võ giả, trong mắt lóe lên trước đó chưa từng có vẻ kích động. Từng người từng người cứu viện trưởng lão, gào thét mà tới. Đem còn không có bị loại đệ tử toàn bộ bảo vệ. Rất nhanh, những cái này cứu viện trưởng lão đem những đệ tử này mang ra vạn quỷ cốc, đem mọi người hội tụ tại vạn quỷ cốc trước đó một khối đất trống bên trên. Sáu người bốn người, trừ lâm hùng ba người bên ngoài, cuối cùng vậy mà vẻn vẹn chỉ có sáu người bốn người, thông qua cái này vạn quỷ cốc khảo hạch. Vốn là gạch ngói vụn, bây giờ đều thành Mỹ Ngọc. Hầu trường lão đứng tại phần đông cứu viện trưởng lão ở giữa, nhìn về phía cái này 64 thân bên trên mang theo tiêu sát khí tức, trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị thanh niên, trong lòng cảm thán không thôi. Theo hắn đến hơn 6.000 người, cơ bản bên trên tư chất không có quá tốt, nếu quả thật tư chất phi thường tốt, bọn hắn tại nguyên bản Sơn Phong liền có thể trở thành hạch tâm, sao sẽ nghĩ đến gia nhập đệ thất phong. Mà bây giờ, đi qua cái này hơn 10 tháng khảo hạch, bọn hắn bây giờ quả nhiên là triệt để lột xác chương 802, Hắc Hồn Cẩm Y, hơn 6.000 người, vẹn vẹn có 64 người khảo hạch thông qua. 1.000 người bên trong, vẹn vẹn có một người cuối cùng trổ hết tài năng. Khảo hạch này tàn khốc, có thể tưởng tượng, hầu trường lão lần này chủ yếu phụ trách cứu viện, cái này tuổi trẻ võ giả trưởng thành hắn đều là nhìn ở trong mắt, nguyên lai like những võ giả này bên trong, trừ vương ngạo hàn có thể miễn cưỡng trở thành nhất phong hạch tâm đệ tử bên ngoài, không còn có một cái đột xuất người, mà bây giờ cái này 64 người, cơ bản trên đều đạt tới nhất phong hạch tâm đệ tử thực lực. Bây giờ bọn hắn coi như rời đi đệ thất phong, đi đệ nhị phong, đệ tam phong, chỉ sợ muốn tiến vào hạch tâm, cũng là mười phần nhẹ nhõm. Đây là một lần chất lột xác, sáu người bốn người, đều là ngồi xếp bằng đang không ngừng vận chuyển công phu khôi phục bản thân thương thế, bọn hắn thương thế đều là không nặng, đồng thời vừa mới đều phục dụng tông môn tặng cho đan dược, giờ phút này đều đã điều tiết không sai biệt lắm. Mỗi một người bọn hắn, mặt trên đều tràn đầy tự tin, đều là cảm xúc bành trướng nhìn lên trời một bên bọn hắn đang đợi chờ đợi bọn hắn sư tôn đến mặc dù vẻn vẹn một trận khảo hạch bọn hắn sư tôn còn không có cái gì dạy bảo bọn hắn nhưng trận này khảo hạch đối với bọn hắn giá trị quả thực quá lớn có thể nói cải biến bọn hắn nhân sinh mỗi người giờ phút này trong lòng đối với cổ phong đều là mang theo trước đó chưa từng có lòng cảm kích đệ thất phong sau này đem triệt để quật khởi hầu trường lão ánh mắt đảo qua cái kia lâm hùng ba người trong lòng cảm khái một câu hắn đã trải qua quan sát qua không biết nguyên nhân gì lâm hùng ba người tư chất đúng là phi tốc tăng lên lấy ba người bây giờ tư chất tu vi có thể nói cũng có thể trở thành nhất phong truyền thừa đệ tử nhân vật tinh anh truyền thừa đệ tử mỗi nhất phong đều chỉ có một người mà bây giờ đệ thất phong tương đương với có được ba cái nhân vật như vậy cái này nghĩ không được quật khởi đều là hết sức khó khăn cũng tại lúc này chân trời một thanh âm truyền đến ha ha các người đám này tiểu ra hỏa không sai lời nói ở giữa chỉ thấy một bóng người từ bầu trời rậm chân mà đến. Hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới chân một mảnh tử quang hồn vụ đều là hội tụ tiêu tán. Ba bước, từ ngoài mấy trăm trượng, đến trước mắt mọi người. Vẹn vẹn ba bước, chỉ xích thiên nhai bộ cùng hồn vụ kết hợp thi triển, cổ phong bây giờ cái này thân pháp tốc độ, đã là nhanh chóng vô cùng. Bái kiến sư tôn, giờ khắc này, lâm hùng ba người đứng dậy, đối với cổ phong một xá. Cổ phong đối với ba người gật gật đầu, ba người các ngươi không để cho vi sư thất vọng bái kiến phong chủ đại nhân, cũng tại lúc này, cái kia cái khác 64 người, cùng nhau đứng dậy, hướng phía cổ phong ôm quyền một xá, cái kia trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Cho tới bây giờ, đến giờ phút này, bọn hắn đã trải qua triệt để minh bạch lần này khảo hạch cổ phong dụng ý. Các người gọi ta phong chủ đại nhân, cổ phong ánh mắt đảo qua đám người, lạnh giọng mở miệng. Đám người hơi sững sờ, sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ lâm phong chủ đổi ý, không muốn để cho bọn hắn gia nhập đệ thất phong, cái này. Vương Ngạo Hàn đứng ở phía trước nhất, giờ phút này nghe nói lời này, cũng là phi thường kinh ngạc, bất quá hắn lập tức trong mắt bỗng nhiên sáng lên, trực tiếp quỳ dạp xuống đất, đối với cổ phong chính là một xá, đệ tử Vương Ngạo Hàn, bái kiến sư tôn. Cổ phong mặt bên trên nghiêm túc thần sắc tiêu tán, góc miệng UIL 28 IE nổi lên nụ cười lạnh nhạt. Lần này, cái kia còn thừa 63 người trong nháy mắt giật mình. Đệ tử bái kiến sư tôn, đệ tử bái kiến sư tôn, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quỳ dạp xuống đất, đối với cổ phong cùng nhau một xã. Cổ phong nhìn về phía cái này 64 người, mở miệng, từ hôm nay, các người đều là ta lâm phong đệ tử, là đệ thất phong người. Những người này, đã có tiến vào đệ thất phong tư cách. Đa tạ sư tôn, lần này, tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào, nhau nhau lần nữa lễ bái. Cổ phong mỉm cười, đứng lên đi, hôm nay chính là tông môn đại điển, các người theo ta cùng một chỗ tham dự. Là, sư tôn, lúc này, 10 người này, toàn bộ đứng dậy lập tức cổ phong nhìn về phía một bên hầu trường lão, hầu trường lão, trước đó ta làm phiền ngươi sự tình, có thể làm tốt. Sớm đã làm tốt, vừa nói, hầu trường lão xuất ra một cái nạp giới. Cổ phong tiếp nhận nạp giới, thần hồn đảo qua, lập tức đối với hầu trường lão gật gật đầu, mở miệng, linh thạch tông môn đại điển về sau đi ta đệ thất phong lấy liền có thể. Tông chủ nói, những vật này xem như tặng cho lâm phong chủ. Hầu trường lão lại là vừa cười vừa nói, vậy liền thay ta đa tạ trưởng môn sư huynh, Cổ phong cười nói, lâm phong chủ, tại hạ còn có việc trong người, trước hết một bước. Hầu trường lão không tiếp tục nhiều lời, lập tức cùng phần đông cứu viện trưởng lão quay người mà đến. Mọi người xem đến như lọt vào trong sương mù, không biết đáy phát sinh cái gì. Cổ phong vung tay lên, từ này trong nạp giới, xuất ra 64 kiện màu đen cầm bào. Đây là hắc hồn cẩm y, vương ngạo hàn nhìn thấy vật này, trong nháy mắt kinh hô mở miệng. Mọi người tại đây nghe nói, trong mắt đều là toát ra vẻ chấn động, Lập tức cái kia trong mắt thần sắc trở nên cực kỳ kích động lên. Hắc hồn Cẩm Y, đây chính là một loại cực kỳ cường hoành linh áo, đang cùng người đối chiến thời điểm, Hắc hồn Cẩm Y bên trong phong ấn hồn thể có thể biến hóa cường hoành phòng ngự, có này áo tại, tự thân phòng ngự tăng lên rất nhiều. Đồng thời trong đó phong ấn hồn thể còn có thể gia tốc để thân mang Hắc hồn Cẩm Y người tốc độ biến nhanh. Vật này có giá trị không nhỏ, xem như cực kỳ xa xỉ đồ vật, loại này cấp bậc linh áo Tại tông môn bình thường chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể có được. Cổ Phong nhìn về phía Vương Ngạo Hàn đám người, mở miệng, "Đây đều là huyền giai cực phẩm Hắc hồn cẩm y, từ hôm nay, bọn hắn thuộc cho các ngươi." Huyền giai cực phẩm, trong mắt mọi người đều tràn đầy màu nhiệt huyết, loại này cấp bậc Hắc hồn cẩm y, có thể ngăn trở ngự không đại viên mãn võ giả một kích toàn lực mà không chết, giá trị thật sự quá mức chân quý. Sư tôn, Vương Ngạo Hàn cơ thể hơi run rẩy, trong mắt là trước đó chưa từng có vẻ kích động. Tất cả đệ tử khác cũng kém không nhiều đều là thần thái như thế. Bọn hắn tại cái khác Sơn Phong, nguyên bản thân phận địa vị cũng không cao, nơi nào có qua loại đãi ngộ này, bây giờ mới vừa vào đệ thất phong, chính là đạt được đối đãi như vậy, cái này để bọn hắn cảm động không thôi. Cổ Phong mở miệng cười, từ hôm nay, các người đều là ta đệ thất phong hạch tâm đệ tử, đây là vi sư cho các ngươi lễ gặp mặt. Một bảo vật như vậy, tại dĩ vãng bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, mà bây giờ, cứ như vậy thuộc về bản thân. Vương ngạo hàn đám người, trong lúc nhất thời đều cũng có chút hoảng hốt. Đa Tạ sư tôn, lúc này, mọi người nhìn về phía Cổ Phong cùng nhau một xá. Lập tức Cổ Phong lại là nhìn về phía Lâm Hùng ba người, mở miệng, "Ba người các ngươi, là vì sư truyền thừa đệ tử, cái này ba kiện linh áo, thuộc cho các ngươi." Cổ Phong vừa nói, lại là xuất ra ba kiện linh áo. Cái này ba kiện linh áo, cũng đều là Hắc Hồn Cẩm Y, bất quá khác biệt là, cái này ba kiện mỗi một kiện bên hông đều mang một vòng màu xanh lục đường vân. Ai cũng biết cái này một vòng đường vân bên trong, đều là phong ấn một đạo hồn lực, cái này một đạo hồn lực uy lực chỉ sợ có thể so với ngự không đại viên mãn võ giả một kích. Cái này linh áo phẩm dai, tương đương với chuẩn địa dai. chương 803, Tông Môn Đại Điển, Đa Tạ Sư Tôn, Lâm Hùng ba người, mặt bên trên cũng đầy là vui sắc. Vương Ngạo Hàn loại 64 người, nguyên một đám trong lòng đều có chút hâm mộ, bất quá cũng không người không phục, Lâm Hùng ba người chiến lực, đại gia ai cũng biết, bọn hắn trở thành truyền thừa đệ tử, hoàn toàn xứng đáng. Rất nhanh, đám người đều là đổi bên trên linh áo, cái kia linh áo ngược phải chỗ, đều theo lên một cái thất chữ. Đám người trong lúc nhất thời, đều có một loại, bởi vì là đệ thất phong người mà sống tự hào cảm giác. Cổ phong mở miệng nói ra, ta đệ thất phong có được một tòa mỏ linh thạch, mà bây giờ chỉ có các người 67 người đệ tử, các người tài nguyên, là cách khác phong đệ người gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Ta đệ thất phong chỉ cần tinh anh, các người mục tiêu chính là nghiền ép cùng thế hệ võ giả, Phần đông đệ tử nghe xong, lúc này chỉ cảm thấy huyết dịch của mình đều muốn sôi trào lên. Đúng vậy a, à, cái khác sơn phong đệ tử nhiều, tu hành tài nguyên có hạn, phân xuống tới, mỗi người cũng có hạn. Mà đệ thất phong chỉ ít người như vậy, đại gia tài nguyên, thật sự nhiều không cách nào tưởng tượng, có nhiều tài nguyên như vậy tu hành, sau này nghĩ không được quật khởi cũng khó khăn a. À. Cổ Phong lại là mở miệng nói ra, đừng cao hứng quá sớm, mặc dù các ngươi bây giờ gia nhập đệ thất phong, nhưng sau này ai như tu hành người biếng cái kia cũng phải bị trục xuất đệ thất phong, đồng thời vĩnh viễn xa ai tám không âu âu không có cơ hội trở lại, các ngươi có thể nhớ kỹ trong lòng. Là, sư tôn, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, tốt, theo vi sư đi tham gia tông môn đại điển. Cổ phong mở miệng, lập tức vung tay lên, lúc này một mảnh tử quang hồn vụ hiển hiện, cái này tử quang hồn vụ tại cổ phong dưới sự khống chế, trong nháy mắt biến hóa, hóa thành một cái to lớn hồn vụ đại bàng. Tất cả lên đi. Cổ phong đứng ở nơi này hồn vụ đại bàng phía trước nhất, lâm hùng ba người đứng ở cổ phong về sau, còn lại các đệ tử cũng là nhao nhao trèo lên bên trên hồn vụ đại bàng. Tiếp lấy hồn vụ đại bàng, chính là hướng phía thiên hồn thụ phương hướng bay đi. Thiên hồn thụ trước đó, nơi này có một mảnh phương viên trừng vạn trượng quảng trường khổng lồ. Cái này trong sân rộng chỗ, phò tượng lấy một người vô cùng tượng cao lớn, cái này tượng nặn ngoại hình là một lão giả, bất quá hắn bộ mặt cũng là bị một mảnh hồn vụ bao trùm, thấy không rõ mặt mũi. Cái này tượng nặn, chính là thiên hồn tông khai sơn lão tổ, thiên hồn lão tổ tượng nặn. Hôm nay, thiên hồn tông thất phong đệ tử, cơ hồ toàn bộ hội tụ ở đây. Đơn giản là hôm nay, vì tông môn đại điển, tông môn đại điển, ba ngàn năm một lần, tức thời, trong tông môn mấy vị quá bên trên lão tổ đều đưa lộ diện. Lúc đầu tông môn thi đấu, mỗi 5 năm chính là một lần, cái này thi đấu bên trong, kỳ thực là chỉ có 30 tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ đệ tử cùng từng cái núi phong trường lão tham gia giao đấu, kết quả này quan hệ đến một chút tài nguyên phân phối. Mà lần này tông môn thi đấu, tại tông môn trong đại điển tiến hành, cái này so với đấu không chỉ có đệ tử cùng trưởng lão muốn tham gia, thậm chí chư phong phong chủ cũng muốn tham gia, kết quả này không chỉ có quan hệ đến tài nguyên phân phối, đơn giản là lần này tông môn ba cái đệ tứ bộ lão tổ đều đưa quan sát, nếu như lần này tông môn thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc, có thể được đệ tứ bộ lão tổ chỉ điểm đối với rất nhiều hóa thân cảnh phong chủ mà nói để tứ bộ võ giả chỉ điểm ra sao loại trọng yếu cái này đối với bọn hắn mà nói cũng là một lần đại cơ duyên tại chung quanh quảng trường có thất tòa thạch đài to lớn mỗi một tòa bệ đá đều là vì nhất phong chuẩn bị trong đó sáu tòa bệ đá đều đã đám người dày đặc chỉ có một tòa bệ đá không có một ai cái này một tòa bệ đá chính là thuộc về đệ thất phong bệ đá đệ tam phong bệ đá bên trên vân thiên cái kia đệ thất phong khảo hạch còn chưa kết thúc sao Tư Mã Viêm nhìn về phía một bên Lương Vân Hoành mở miệng nói ra. Đã trải qua kết thúc, nghe nói cuối cùng vẹn 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 còn lại 64 người. Lương Vân Hoành mở miệng nói ra. Một năm qua này, bởi vì ký ức thức tỉnh, Tu Vi đột nhiên tăng mạnh, đã trở thành đệ tam phong luyện hồn trưởng lão, càng thêm nhận Tư Mã Viêm tin cậy. À, hơn 6.000 người, liền còn lại 64 người, tiểu sư đệ khảo hạch thế nhưng là đủ nghiêm ngặt. Tư Mã Viêm lúc này lại là cười một tiếng, lập tức đối với Lương Vân Hoành đạo, Vân Thiên. Một năm qua này, người tiến bộ phi tốc rất tốt, tại luyện hồn trưởng lão trong chiến đấu, người có thể phải toàn lực ứng phó. Tông môn đại điển chia làm hai cái phân đoạn, cái thứ nhất phân đoạn là tế tự lão tổ, cái thứ hai phân đoạn chính là tông môn thi đấu. Cái này tông môn thi đấu chia làm ba bộ phận, đệ tử giao đấu, trưởng lão giao đấu, cùng phong chủ giao đấu. Trưởng lão này giao đấu, mỗi nhất phong đều chỉ phái ra một tên tối cường trưởng lão, để tam phong đem phái ra người, tự nhiên là Lương Vân Hoành phong chủ đại nhân yên tâm thuộc hạ tự nhiên toàn lực ứng phó lương vân hoành lập tức gật đầu cười nói hắn nhưng là biết lần này tông môn thi đấu ban thưởng là cực kỳ phong phú lương vân hoành đối với thiên hồn tông tam đại thần thông phối hợp thi triển rất nhiều bí thuật thế nhưng là cực kỳ hướng tới đệ nhị phong nơi này Tiếu hùng nhìn về phía mắt một người đứng đầu thanh niên mở miệng bao nhi lần này đệ tử trẻ tuổi ở giữa giao đấu ta nhị phong coi như nhìn ngươi phụ thân đại nhân yên tâm Bao Nhi chắc chắn toàn lực ứng phó, tranh thủ chiến thắng cái kia niệm tình. Tiếu Bao mở miệng, trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ. Hắn là Tiếu Hùng đầy nhất ý nhi tử, cũng là đệ nhị phong truyền thừa đệ tử, hắn cái này truyền thừa đệ tử thân phận có thể cũng không phải là bởi vì hắn là Tiếu Hùng nhi tử đổi lấy, mà là dựa vào bản thân thiên tư cùng khắc khổ tu hành đổi lấy. Ân, tốt, vì phụ đối với người yêu cầu, chỉ ít ba vị trí đầu. Tiếu Hùng nghe nói, cười gật gật đầu, cái kia phụ thân đại nhân, lần này là không phải cũng ít nhất phải ba vị trí đầu. Tiếu bao mở miệng cười nói, người cái này tiểu tử, nói đến hẳn là không có vấn đề gì, bất quá lần này nhiều người thất sư thúc, việc này chỉ sợ còn sẽ có một chút biến cố. Tiếu hùng vừa nói, đáy mắt hiện lên một vệt thâm ý. Thất sư thúc, là lâm phong sư thúc sao? Tiếu bao không khỏi mở miệng, chính là, tiếu hùng thế nhưng là biết, lâm phong tại vạn quỷ cốc nội bộ khu vực, ngốc gần tới một năm, trong lúc này bộ phận khu vực cực kỳ hung hiểm, có hóa thân đại viên mãn tử nhãn quỷ tướng, thậm chí cái kia khu vực hạch tâm có thể là có âm nhãn quỷ vương, cho dù là hắn tiếu hùng cũng không dám tại nội bộ khu vực liên tục một năm chém giết, nghe nói việc này về sau, hắn đối với cổ phong càng thêm thận trọng. Cũng tại lúc này, tiếu bao đột nhiên mở miệng, phụ thân ngài xem, đệ thất phong người đến. Đám người chỉ thấy, chân trời một cái to lớn hồn vụ chim bằng phi thiên mà đến. Cái này hồn vụ chim bằng, tử quang lấp lóe ánh mắt mọi người biến hóa, này khí tức, tử quang hồn vụ chỉ sợ phẩm chất chỉ sợ đã trải qua cực cao. Những cái kia đều là đệ thất phong đệ tử sao, ta dựa vào, tập thể hắc hồn cẩm y, quá xa xỉ đi. Tất cả đều là huyền giai cực phẩm hắc hồn cẩm y. Nghe nói đệ thất phong bây giờ có mỏ linh thạch, hơn nữa bọn hắn mới như vậy chọn người. Có tiền tùy hưng a. trong lúc nhất thời, phần đông đệ tử nhìn về phía đệ thất phong đệ tử xuyên qua, nguyên một đám không ngừng hâm mộ. Đệ nhất phong nơi này, độc cô mạc bên trên ánh mắt, lại là trực tiếp rơi vào cổ phong thân bên trên, trong mắt của hắn cũng không sắc mặt giận dữ, mà là mang theo ngập trời chiến ý. chương 804, Bi Lão Tổ, bởi vì lúc trước sự tình, độc cô mạc bên trên võ đạo chi tâm xuất hiện vết dạt, Mà hết thảy này, đều là bởi vì cổ phong mà lên, bây giờ hắn biện pháp duy nhất, chính là tại tông môn thi đấu bên trên, đánh bại cổ phong, như thế mới có thể để cho bản thân đạo tâm khe hở biến mất. Phụ thân, độc cô kiếm ở một bên, Nhìn lấy độc cô mạc bên trên bộ dáng, có chút khó khăn nhận. Hắn biết, những ngày này cha mình là tại sao tới đây, quả nhiên là tâm thần có chút không tập trung, cả người đều gầy gò rất nhiều. Kiếm nhi, lúc trước vi phụ trách oan ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ vi phụ. Độc cô mạc bên trên không có nhìn về phía độc cô kiếm, chỉ là mở miệng nói ra. Độc cô kiếm thân thể run rẩy, phụ thân hắn luôn luôn vô cùng nghiêm khắc, tự nhận là bản thân tất cả đều là đối với, khi nào thừa nhận qua bản thân sai lầm. Phụ thân, biến, bên này, cổ phong mang theo đám người rơi vào bệ đá bên trên. Đệ thất phong đệ tử, nguyên một đám mang trên mặt vẻ hưng phấn, đồng thời có một loại trước đó chưa từng có tự hào. Nguyên lai like bọn họ đều là phổ thông đệ tử, mà bây giờ bọn họ là đệ thất phong đệ tử tinh anh. Hôm nay, toàn bộ thiên hồn tông, cơ hồ các đệ tử, đều đến, chính là cổ phong tìm kiếm đám người cơ hội. Trước đó cổ phong để Lương Vân Hoành điều tra đại gia vị trí, nhưng Lương Vân Hoành dù sao vẻn vẹn đệ tam phong người, Tiến đến điều tra cái khác sơn phong sự tình, không phải rất thuận tiện. Ngày hôm nay, đối với Cổ Phong mà nói, lại là đơn giản cực kỳ, tất cả mọi người ở đây, chỉ cần Cổ Phong ánh mắt đảo qua, liền có thể đem tất cả mọi người nhận ra. Ta đến xem, đại gia hiện tại cũng là thân phận gì. Cổ Phong ánh mắt đầu tiên tại đệ nhất phong nơi đó đảo qua. Cuối cùng, Cổ Phong ánh mắt rơi tại một cái đệ tử bình thường thân bên trên, người này, giống như gọi Ung Diệu Nhi. Cái này phổ thông đệ tử chính là ung châu một cái hóa thân đại viên mãn võ giả hắn lúc trước tiến vào hồn thụ rất sớm cùng ung hiểu một dạng thân phận cũng là rất thấp đệ nhất phong bên trong cũng chỉ có cái này một người tiếp lấy cổ phong ánh mắt đảo qua đệ nhị phong đám người rất nhanh cổ phong ánh mắt rơi vào cái kia tiếu hùng bên cạnh tiếu bao thân bên trên lương vân báo cổ phong trong mắt sáng lên ngày đó lương vân báo thiêu đốt thần niệm cũng là kiên trì đến cực hạn mới tiến vào hồn thụ bây giờ hắn thân phận biến thành đệ nhị phong phong chủ tiếu hùng nhi tử cái này thật sự cực kỳ bất phàm. Lương Vân báo thân phận địa vị cao, đối với cổ phong mà nói, tự nhiên cũng có chỗ tốt, chẳng qua hiện nay cổ phong lại không thể tỉnh lại Lương Vân báo ký ức, để tránh gây nên những người khác chú ý. Đan La Vân, giờ khắc này, cổ phong ánh mắt rơi vào đệ nhị phong bên trong một tên đệ tử tinh anh thân bên trên, cái này đệ tử tinh anh thân phận là Đan La Vân. Đệ nhị phong bên trong không có người nào nữa, cổ phong ánh mắt đảo qua đệ tam phong. Đệ tam phong bên trong, trừ lương vân hoành bên ngoài, cổ phong ánh mắt lại là rơi vào một tên phổ thông đệ tử thân bên trên ung châu hóa thân đại viên mãn võ giả ung minh cổ phong đáy mắt hào quang lóe lên ung châu trừ tuyệt tình công chúa cùng tứ lão bên ngoài còn có ba cái hóa thân đại viên mãn võ giả trong đó ung hiểu bị cổ phong chém giết ung diệu nhi vừa mới phát hiện tại đệ nhất phong mà còn thừa cái này cái cuối cùng chính là ung minh đệ tam phong không cổ phong lại là nhìn về phía đệ tứ phong rất nhanh cổ phong ánh mắt rơi vào đệ tứ phong phong chủ bên cạnh tuổi trẻ nam tử thân bên trên. Cái này tuổi trẻ nam tử tên là Trần Sóng, là đệ tứ phong phong chủ Trần Dũng Nhi Tử. Lương Vân Lang, cổ phong đáy mắt hào quang lóe lên, Lương Vân báo thành truyền thừa đệ tử, Lương Vân Lang bây giờ cũng là như thế. Tiếp lấy cổ phong ánh mắt rơi vào một tên luyện hồn trưởng lão thân bên trên, liễu lão. Ung châu tứ lão mỗi một cái đều là chiến lược cường hoành, cái này liễu lão cổ phong nếu phát hiện, nhất định phải phải nghĩ biện pháp trước một bước chém giết sau đó cổ phong từ một tên đệ tử tinh anh thân bên trên cảm giác được hắc chu nhi khí tức lại nhìn đệ ngũ phong đệ ngũ phong bên trong phong lão cùng ung um hiểu ngày đó bị cổ phong tại chấp pháp đường trước chém giết lần này ánh mắt đảo qua cổ phong chỉ phát hiện một cái người một nhà lương vân phi hắn thân phận tại đệ ngũ phong cũng là một trưởng lão cuối cùng vẻn vẹn vẻn vẹn, vẹn còn lại đệ lục phong đệ lục phong bên trong cổ phong rốt cục phát hiện tứ lão bên trong mai lão trừ cái đó ra Cổ Phong phát hiện cái cuối cùng người một nhà, Nguyệt Thăng Vũ, ở đệ Lục Phong là một cái đệ tử tinh anh. Tuyệt tình công chúa đâu, Cổ Phong đem tất cả mọi người, đều là quét một lần, nhưng không có phát hiện tuyệt tình công chúa vị trí. Cũng tại lúc này, thiên hồn thụ bên trên, một thanh âm truyền đến. Thời gian đã đến, thanh âm này truyền đến đồng thời. Cái kia thiên hồn thụ bên trên, vô số cảnh vũ động, hắn bên trên vô biên hồn vụ chấn động, lập tức biến ảo thành một tòa hồn vụ cầu thang. Một tên khí vũ bất phàm trung niên nam tử đi từng bước một dưới. Cái này mỗi một bước đi xuống, dưới chân một mảnh âm sát chi khí, đều băng tán biến hóa một đám mây sương mù khuếch tán ra. Cái này nam tử không là người khác, chính là Thiên Hồn Tông tông chủ, Quân Trường Ninh. Mà bên người còn đi theo một tên cô gái trẻ tuổi, cái này cô gái trẻ tuổi, tất cả mọi người nhận biết, chính là bây giờ Thiên Hồn Tông thánh nữ, Quân Trường Ninh truyền thừa đệ tử, Niệm Tình. Niệm Tình mặt bên trên mang theo ở trên cao nhìn xuống ngạo nghệ khi tức. Tuyệt tình công chúa, cổ phong ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ tại niềm tình thân bên trên. Tuyệt tình công chúa ngày đó cũng là kiên trì đến cuối cùng, tại khu rừng rậm vực phi hành khoảng cách, gần với cổ phong. Cổ phong không nghĩ tới, nàng lại tới đây thân phận lại là quân trường ninh truyền thừa đệ tử, tông môn thánh nữ. Lần này, thế nhưng là không dễ làm, tuyệt tình công chúa thân phận, thậm chí so phong lão cùng đào lão cái kia sơ nhập hóa thân cảnh luyện hồn trưởng lão cao hơn có đệ tứ bộ cường giả quân trường nghênh chỗ dựa, muốn đem hắn chém giết, có thể nói là cực kỳ khó khăn. Mà cái này tuyệt tình công chúa là lần này ung châu hạch tâm người, nàng nhất định phải chết. Tất cả mọi người thân phận đều là xác định, giờ phút này cổ phong cũng là bắt đầu suy tư đối sách, có thể nói trừ tuyệt tình công chúa bên ngoài, cái khác ung châu người, cũng còn tốt ứng phó. Đồng thời, lần này tông môn thi đấu, chính là cơ hội. Cung nghênh, phụ lão tổ, giờ phút này, quân trường nghênh mở miệng, đám người chỉ thấy, cái kia thiên hồn thụ bên trên 500 trượng cao chỗ, quang mang chớp nhấp nháy, lập tức một mảnh cành tản ra, cây kia bên trên vậy mà xuất hiện một cái quỷ dị quang môn, quang cửa bị đẩy ra. Một tên một đầu mái tóc dài màu xám bạc lão giả, ngồi chung một chỗ màu xám bạc đám mây bên trên, bay ra ngoài. Người này thân bên trên, tản ra một cỗ thuộc về địa âm tiểu viên mãn cường hoành khí tức. Chính là thiên hồn tông tam đại lão tổ chi nhất, vụ lão tổ. Vụ lão tổ đời này chỉ tu hồn vụ, hồn vụ đã bị hắn tu hành đến cực cao cấp độ. Bái kiến, phụ lão tổ, lúc này tất cả mọi người nhao nhao ôm quyền một xá. Qua bên trên lão tổ, tông môn đỉnh phong tồn tại, mỗi người bọn họ đều là tôn kính cực kỳ. Phụ lão tổ khuôn mặt lạnh lùng, giờ phút này không nói tiếng nào. Cung nghênh, tỏa lão tổ, giờ phút này, quân trường nghênh lại là mở miệng. Tiếp theo, chỉ thấy cái kia thiên hồn thụ bên trên, nhất cao ngàn trượng chỗ, quang mang chấp nhấp nháy, lập tức một mảnh cành tản ra, quang môn hiển hiện quang trong môn phái, một tên hạc phát đồng nhan, khắp khuôn mặt là hiền lành vẻ lão giả khoanh chân ngồi ở một EIS 7 qc cái cự đại viên bản bên trên, bay ra. Đám người nhìn kỹ, vậy nơi nào là cái gì mâm tròn, rõ ràng là một đầu hồn tỏa co lại. Tỏa lão tổ, cả đời chỉ thu hành hồn tỏa, mà hắn thân bên trên khí tức, đã trải qua đạt tới địa âm đại viên mãn. Đám người lần nữa cùng nhau một xá, tốt, tốt, tỏa lão tổ mở miệng cười nói. Bây giờ hai đại lão tổ đã trải qua xuất hiện, cũng chỉ còn lại cái cuối cùng lão tổ không có mời ra. Cái này cái cuối cùng lão tổ, chính là cả thiên hồn tông lãnh tụ tinh thần, tuyệt đối vô thượng tồn tại. Cung nghênh, bi lão tổ, quân trường nghênh mở miệng, tất cả mọi người, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính, đều nhìn về phía thiên hồn thụ. Liên quan tới bi lão tổ truyền nói quá nhiều, nghe đồn năm đó thiên hồn lão tổ sau khi chết, là bi lão tổ đem chọn cái tông môn cứu vãn tại trong nước lửa, những năm gần đây nếu không có bi lão tổ uy hiếp, chỉ sợ thần huyệt môn cùng thú thần tông sớm đã đánh tới cửa. Cổ phong ánh mắt cũng là nhìn lại, hắn cũng rất tò mò, cái này cực kỳ truyền kỳ bi lão tổ, rốt cuộc là người nào. Cũng tại lúc này, thiên hồn thụ, ba cao ngàn trượng chỗ, vô biên cảnh tản ra. Một cái phong ấn xuất hiện ở thân cây bên trên, sau một khắc, một đạo to lớn tiếng oanh minh truyền ra. Phong ấn mở ra, một tòa quang môn hiển hiện, tiếp theo, trong đó một bóng người, chậm rãi ra. Người này vừa ra, một cỗ buồn tâm ý cảnh chính là lập tức giáng lâm thiên địa. Tất cả mọi người, trong nháy mắt đều cảm giác được, ở sâu trong nội tâm, cái kia bi thương sự tình, bị tỉnh lại. Mà giờ khắc này, cổ phong thân thể chấn động mạnh một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm cái kia một bóng người, nhu nhi. Là người sao, chương 805, cách không tương vọng, nhu nhi, người có thể nghĩ đến, bi thương nhất sự tình là cái gì? Tìm không thấy ngươi, cổ phong nhìn lấy thiên hồn thụ môn hộ bên trong đi ra bi lão tổ, cả trái tim đều là rung rung, bên tai không khỏi hiện ra năm đó giữa hai người lời nói. Nhu nhi, ta đáp ứng ngươi, mãi mãi cũng sẽ không để cho ngươi tìm không thấy, nhưng bây giờ ta tìm không thấy ngươi. Cổ phong ánh mắt rơi vào bi lão tổ thân bên trên, trong lòng ám nói, giờ khắc này tâm tình không cách nào ngôn ngữ. Rất giống nhau khí tức, cái này bi lão tổ, là nhu nhi sao? Hoặc là, vẫn là cùng trước đó duyệt tuyết cùng liên tiên tử một dạng, vẻn vẹn ẩn chứa nhu nhi khí tức mà thôi cũng có trước duyệt tuyết cùng liên tiên tử sự tình, cổ phong đã trải qua đoán được rất nhiều, lần này cổ phong có thể đem tất cả, triệt để nghiệm chứng. Bất quá giờ phút này, cổ phong không có xúc động. Bản thân tiến vào cái thế giới này, thân phận là lâm phong, lấy thân phận mình bây giờ, nếu là nói ra một chút qua nghiên cứu lời nói, làm ra một chút qua nghiên cứu sự tình, đối mặt mấy cái đệ tứ bộ võ giả, cổ phong căn bản là không có cách ứng đối. Cuối cùng, cổ phong cưỡng ép để bản thân tỉnh táo lại. Mặc dù tỉnh táo lại, nhưng Cổ Phong cũng là không tự chủ được nhận cái này buồn tâm ý cảnh ảnh hưởng, trong lòng bi thương sự tình không khỏi hiển hiện. Cổ Phong không để cho cái này tâm tình bi thương tiếp tục, lập tức vận chuyển lên thổ nạp quyết, cả cá nhân tình cảm rất nhanh điều tiết đến bình thường. Nhưng những người khác, thế nhưng là không có thổ nạp quyết cái này loại công pháp. Theo buồn tâm ý cảnh dáng lâm thiên địa, tất cả mọi người trong đầu, bi thương sự tình đều là hiển hiện, đại gia cảm xúc trở nên càng ngày càng bi thương, không biết bao nhiêu người trong mắt nước mắt hiển hiện. hiện. Cho dù là rất nhiều phong chủ, cũng không cách nào tiếp nhận kinh khủng này ý cảnh, tâm tình đều là trở nên bi thương đứng lên. Tông chủ quân Trường Ninh, mặc dù hắn là đệ tứ bộ cường giả cũng tu ra bản thân ý cảnh, nhưng giờ phút này, hắn cũng là được ảnh hưởng. Mà duy nhất, tất cả mọi người tại chỗ bên trong, chỉ có Cổ Phong một người bởi vì thổ nạp quyết, không có nhận ảnh hưởng. Bi lão tổ ánh mắt rơi vào Cổ Phong thân bên trên, mở miệng, "Ngươi, vì sao không được bi thương?" Lần này tất cả mọi người tại chỗ, ánh mắt cùng nhau hội tụ tại cổ phong thân bên trên. Đại gia thật sự phát hiện, cổ phong khuôn mặt đúng là không có chút nào cảm xúc biến hóa. Hắn làm sao sẽ, độc cô mạc bên trên ánh mắt đại biến, đơn giản là cho dù là hắn tu vi, giờ khắc này, cũng là cảm xúc nhận ảnh hưởng, đáy lòng bi thương sự tình cũng là không ngừng hiển hiện. Chẳng lẽ, đối phương tu vi đã trải qua cao hơn bản thân? Tiểu sư đệ, không ngờ đạt tới mức như thế, bên này quân trường nghênh ánh mắt, cũng là kịch liệt biến hóa. Mặc dù hắn tu vi đã tới đệ tứ bộ, nhưng đối mặt bi lão tổ buồn tâm ý cảnh cũng không cách nào ngăn cản, mà bản thân tiểu sư đệ này đúng là không có nửa điểm ảnh hưởng, đây hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Cái khác chư phong phong chủ, trong mắt cũng đầy là chấn động vẻ, tại vạn quỷ cốc tu hành một năm, cổ phong đã có chút để bọn hắn lau mắt mà nhìn, nhưng hiện trong lòng bọn họ thầm nói bản thân hay là đánh giá thấp tiểu sư đệ này. Bi lão tổ quanh thân kim quang lấp lẽ, toàn bộ thân thể như là giấu ở một vành mặt trời bên trong. Nàng Tu Vi đã trải qua đạt tới thiên dương cảnh. a à, một tiếng nhẹ nghi, tại kim quang bên trong truyền ra. Giờ khắc này, cái kia vô biên kim quang tiêu tán, bi lão tổ cả thân ảnh triệt để hiển nhưng mà ra. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều là rơi vào bi lão tổ thân bên trên, bọn hắn nhập tông hồi lâu, thế nhưng là ai cũng không có thực sự được gặp bi lão tổ. Một chương cô gái trẻ tuổi khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này dung mạo không tính tuyệt sắc, nhưng để cho người ta nhìn đến chính là khó mà rời ánh mắt. Cái kia trên chán, nếu là ẩn chứa vô tận bi thương, nhìn lấy để cho người ta có chút đau lòng. Bi lão tổ ánh mắt rơi vào cổ phong thân bên trên, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, mở miệng, ngươi, không có bi thương. Bi lão tổ trong lòng mười phần nghi hoặc, trừ năm đó thiên hồn lão tổ bên ngoài, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy có người không được nhận bản thân ý cảnh ảnh hưởng. Cổ phong nghe nói, ánh mắt nhìn về phía bi lão tổ, mở miệng, người, đều có bi thương, ta như thế nào lại không có, chỉ là ta đem cái này bi thương ẩn giấu quá sâu thôi. Mọi người tại đây nghe được như lọt vào trong sương mù. Bi lão tổ lại là nhìn về phía cổ phong, không khỏi mở miệng, người bi thương là cái gì? Ta bi thương, là giấu ở ở sâu trong nội tâm tưởng niệm. Cổ phong nhìn lấy bi lão tổ, ánh mắt không khỏi biến hóa. Cùng nhu nhi giống như đúc dung mạo, khí thức lại là tương tự, cổ phong hy vọng, người trước mắt liền là chân chính nhu nhi. Tưởng niệm, Bi lão tổ mở miệng, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, toàn bộ cảm xúc càng thêm bi thương. Chẳng biết tại sao, nghe được người trước mắt này nói đến tưởng niệm hai chữ, nàng cảm giác bản thân tâm giống như có chút đau. Nàng xem hướng Cổ Phong, ánh mắt không có rời, mà Cổ Phong đón cái này ánh mắt, trong mắt mang theo tưởng niệm vẻ. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, giờ khắc này, thời gian giống như đứng im, Bi lão tổ không nói gì, không người dám ngôn ngữ, đại gia cứ nhìn Cổ Phong cùng Bi lão tổ hai người như thế cách không tương vọng. Chẳng lẽ, Lâm Phong chủ đối với Bi Lão Tổ, mọi người thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Mà nghĩ tới đây, đại gia trong đầu chính là kêu veo veo. Bi Lão Tổ thế nhưng là cùng thiên hồn Lão Tổ một cái bối phận, là Lâm Phong sư thúc, hơn nữa là đệ tứ bộ cường giả, thiên dương cảnh tuyệt thế người. Lâm Phong mặc dù tu vi không tầm thường, nhưng nhưng lại xa xa không có khả năng xứng đáng bên trên Bi Lão Tổ. Mà như bây giờ vậy cảnh tượng, giờ phút này, nhất là không cách nào tiếp nhận một màn này, là quân trường nghinh. Quân trường nghinh trong lòng đối với bi lão tổ sùng kính, đã trải qua đạt tới hắn chính in quy TCP mình cũng không cách nào tưởng tượng độ cao, kỳ thực, hắn trước kia thời điểm gặp qua bi lão tổ một mặt, đến tận đây, trong lòng của hắn chính là có bi lão tổ. Bất quá, hắn biết, mình và bi lão tổ có bối phận kém, đồng thời bản thân tu hành kém xa tiết tắp bi lão tổ. Tại quân trường nghinh trong lòng, hắn không xứng với bên trên bi lão tổ. Thêm bên trên bi lão tổ hàng năm bế quan, Quân Trường Nghinh chính là một lòng lặn trong tu hành bên trong, đem việc này hoàn toàn chôn giấu ở trong lòng, chưa bao giờ sớm cũng không có bất kỳ người nào biết. Hắn đang nghĩ, nếu như mình có một ngày tu hành đạt tới thiên dương cảnh, lúc kia mới có tư cách cùng Bi lão tổ mở miệng. Sư tỷ, phụ lão tổ ở một bên nhìn thấy Bi lão tổ bộ dáng như thế, nghi ngờ trong lòng. Hắn chưa bao giờ thấy qua Bi lão tổ nhìn nhất cái nam tử, nhìn đến suốt thần thời điểm. Cái này Lâm Phong, một bên khác, tòa lão tổ cũng là ánh mắt biến hóa hắn là biết bi lão tổ tính tình lấy bi lão tổ tính tình đời này là tuyệt đối không có khả năng tìm kiếm bạn lữ cuối cùng hay là quân trường nghinh trước một bước không cách nào nhịn được nhận mở miệng lão tổ ân bi lão tổ bị quân trường nghinh cắt ngang mới phát hiện bản thân vừa rồi nhất định là có chút xuất thân lập tức nhìn về phía quân trường nghinh nên bắt đầu quân trường nghinh mở miệng bi lão tổ gật gật đầu lập tức quân trường ninh nhìn về phía tất cả mọi người mở miệng tông môn đại điển hiện tại bắt đầu đầu tiên tế bái tổ tiên. Tất cả mọi người tại chỗ, trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều là hội tụ đến cái này trong sân rộng, cái kia to lớn tượng nặn bên trên. chương 806, tế bái thiên hồn lão tổ. Cái này tượng nặn, cổ phong nhìn về phía cái này tượng nặn, ánh mắt dần dần biến hóa. Cái này tượng nặn thấy không rõ dung mạo, nhưng cổ phong biết cái này tượng nặn chủ nhân, chính là thiên hồn tông khai sơn tổ sư, thiên hồn lão tổ. Quỷ dị là, Cổ Phong từ Lâm Phong trong trí nhớ tìm kiếm liên quan tới Thiên Hồn lão tổ Dung Mạo ký ức đúng là tìm không được. Nói cách khác, Lâm Phong cũng không biết Thiên Hồn lão tổ đến cùng ngày thường bộ dáng gì, hắn bản thân cũng không biết nguyên nhân gì, dù sao cũng là không nhớ được Sư Tôn Dung Mạo. Quân Trường nghênh nhìn về phía Bi lão tổ cung kính mở miệng, "Lão tổ, còn mời tương trợ mở ra trận pháp." Bi lão tổ gật gật đầu, chỉ thấy trong tay hào quang lóe lên, lập tức hiện ra một cái trận bàn. Trận bàn này bay ra, hắn bên trên từng đạo từng đạo hào quang bắn tại đại địa bên trên. Trong lúc nhất thời, lấy hôm nay hồn lão tổ tượng nặn làm trung tâm, nhất tòa đại trận lúc này nổi lên. Trận này vừa ra, một cỗ khí thế ngút trời, trong nháy mắt dâng lên. Đại trận bên trên, có 8 cái cự đại trận nhãn vòng sáng hiển hiện. Cái này mỗi cái cự đại trận nhãn quang vòng mấy lúc sau, theo thứ tự có hai cái vòng sáng, hai cái này vòng sáng một cái so một cái nhỏ. Những cái này vòng sáng, đều là trận nhãn, Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại đại trận này bên trên, đại trận này chính là trong truyền thuyết thiên hồn đúc linh trận. Tiến vào người, đều chỉ có một lần cơ hội, tế tổ thời gian, vì một canh giờ. Bi lão tổ cảm xúc bên trong, như cũng mang theo vô tận bi thương tâm ý, mở miệng. Trong mắt mọi người, đều là mang theo cực nóng vẻ, bởi vì nghe đồn tiến vào hôm nay hồn đúc linh trận trong mắt trận, chính là chỉ ít có một lần lấy dương hồn tẩy tùy cơ hội, lần này dương hồn tẩy tùy có thể giúp người tăng lên một đoạn tu vi về phần có thể tăng lên nhiều ít liền muốn nhìn đại gia riêng phần mình thần hồn tư chất cao thấp cơ hội này thế nhưng là 3.000 năm mới có một lần giờ khắc này quân trường ninh mở miệng thất phong phong chủ tối cường trưởng lão truyền thừa đệ tử tiến lên lập tức cổ phong loại thất phong phong chủ mang theo riêng phần mình sơn phong người tiến lên quân trường ninh trực tiếp đứng ở phía trước nhất một cái quang trong vòng sau người hai cái vòng sáng một cái vòng sáng vì quân trường ninh vị trí vòng sáng hai phần chi nhất đại một cái khác vòng sáng vì quân trường nghinh vị trí vòng sáng lớn bằng một phần tư, hai phần chi nhất vòng sáng bên trong đứng đấy hầu trường lão, bốn phần chi nhất vòng sáng bên trong đứng đấy niệm tình. Cái khác sơn phong đám người, cũng là tiến lên, chia tay sơn phong đều không có vấn đề, đến cổ phong nơi này, lại xảy ra vấn đề. Bởi vì đệ thất phong không có trưởng lão, mà hạch tâm đệ tử, lại có ba người. Ba người đệ tử trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Cổ phong suy nghĩ phía dưới, mở miệng, đại hùng, nhị lượng, các ngươi hai cái cùng một chỗ đứng ở trưởng lão vòng sáng bên trong, tiểu man đầu, người đứng ở đệ tử vòng sáng bên trong. Ba người nghe xong, lập tức đều là một chút, hai tay duỗi ra, mở u bàn tay dọc theo trước sau kề sát, thành kính hương lễ. Quân trường nghênh giờ phút này mở miệng, lập tức hai tay kề nhau duỗi ra, tư thế kia như là trong tay nắm một nén nhang, muốn thượng hương đồng dạng. Lập tức, đám người nhao nhao bắt trước, cổ phong nơi này, cũng là như thế tất cả mọi người hai tay hiện ra nắm một nén nhang, chuẩn bị thượng hương tư thế. Gặp tất cả mọi người, đều đã chuẩn bị kỹ càng, bi lão tổ mở miệng, mở. Lời nói phía dưới, nàng vung tay lên, lần này, một cỗ dương cương khí tức, từ trong tay vung ra, trực tiếp rơi vào trận kia bàn bên trên. Lúc này, trận bàn bên trên, hào quang nộ phóng, tất cả bắn ra hào quang toàn bộ hội tụ đến cái kia to lớn thiên hồn lão tổ tượng nặn bên trên. Lập tức, nơi xa đám người chỉ thấy, thiên hồn lão tổ tượng nặn chấn động kịch liệt đứng lên, hắn bên trên vô số trận văn đường vân hiển hiện. Tiếp theo, cái kia bị một mảnh hồn vụ diện tích che phủ bàng bên trong, lóe ra tám đạo kim quang, tám đạo kim quang toàn bộ rơi vào đại trận bên trong. Cái này tám đạo kim quang, đúng là biến ảo thành tám con hư ảo hồn phách. Cái này tám con hồn phách, mỗi một cái hồn phách bên trên đều là mang theo dương cương khí tức, đó cũng không phải nói bọn họ đều là thiên dương cảnh võ giả, mà là thiên dương cảnh võ giả lấy bản thân dương cương khí thức, đem những hồn phách này đều rèn luyện một phen. Cái này tám con hồn phách, tên là dương hồn, chính là là năm đó, thiên hồn lão tổ luyện chế mà ra, chính là vì tạo phúc tông môn hậu đại. Hai mắt khép kín, quân trường ninh mở miệng lần nữa, ở bên trong đại trận đám người, lúc này cùng nhau hai mắt khép kín, hai tay như cũ bảo chỉ rũi ra cầm nhang tư thế. Thứ một xá, quân trường ninh mở miệng, lập tức hướng phía cái kia thiên hồn lão tổ tượng nặn chính là một xá. Mọi người tại đây, đi theo quân trường nghinh, cũng là cùng nhau một xá. Thứ một xá, vì không bái, trong thời gian này cũng không hương. Giờ khắc này, chỉ thấy cái kia tám cái dương hồn trực tiếp dung nhập đại trận bên trong, lập tức khuếch tán đến 24 vòng sáng bên trong. Đám người cái này một xá phía dưới, đều là cảm giác một dòng nước nóng ở trong cơ thể mình lưu lưỡng lở trôi qua. Kỳ thực, đây là dương hồn hồn lực lượng tại Tài tủy Loại cảm giác này, cổ phong trong mắt quang mang chấp nhấp nháy, chỉ cảm thấy thân thể của mình, thậm chí trong đó bao gồm cả linh hồn, đều là trải qua qua một lần tẩy lễ. Mà tẩy tủy về sau, chỉ thấy những kim quang này chảy xuôi qua chúng thân thể người, lập tức đúng là trực tiếp từ bọn hắn đỉnh đầu bên trong bay lên, hóa thành màu vàng kim sương mù. Nơi xa, phần đông phổ thông trưởng lão và đệ tử, thấy cảnh này, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Bi lão tổ, phụ lão tổ, tỏa lão tổ, ánh mắt đều là nhìn hướng phía dưới đại trận bên trong 24 người. Mở mắt, quân trường nghênh mở miệng, Lúc này, tất cả mọi người là mở to mắt, đây là cái gì, màu vàng kim sương mù, trong tay của ta, làm sao thêm ra một cây nhang. Trong tay của ta, tại sao không có hương, giờ khắc này, đại trận bên trong, trừ từng cái phong chủ bên ngoài, những trưởng lão kia cùng đệ tử đều có chút không bình tĩnh. Trong đó, hai phần ba người, đỉnh đầu đều có sương mù dâng lên, trong tay chẳng biết lúc nào ngưng tụ ra một cây nhiên hương. Mà còn thừa ba phần chi một người, đỉnh đầu không có sương mù, trong tay cũng không có nhiên hương nhưng giống nhau là tất cả mọi người cảm giác tu vi mình có tinh tiến. Bi lão tổ thanh âm truyền đến đỉnh đầu vô kim xương mù trong tay không nhiên hương người xuất trận cái này bị loại tám người có trưởng lão cũng có truyền thừa đệ tử bất quá từng cái phong chủ đều là thành công ngưng tụ ra nhiên hương bị loại người nguyên một đám trong lòng có chút xa sút bọn hắn biết bản thân tư chất không được không có tư cách tiếp tục tế bái xuống nơi xa mọi người vây xem trong lòng cảm thán những truyền thừa khác đệ tử từng cái đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, mà những cái kia phong bên trong tối cường trưởng lão, cũng có rất nhiều nguyên bản đều là truyền thừa đệ tử, mà không nghĩ tới bọn hắn như vậy tư chất, đều là bị loại. Đám người đỉnh đầu màu vàng kim xương mù độ cao, có bất đồng riêng. Trong đó, quân trường nghinh đỉnh đầu dâng lên xương mù cao nhất, đúng là chừng 27 trượt, độc cô mạc bên trên là 23 trượt, tiếu hùng 19 trượt, tư mã viêm 17 trượt, cái khác phong chủ dâng lên xương mù cũng cơ bản đều ở 10 trượng bên trên, mà duy chỉ có có một trường hợp đặc biệt. Cổ phong, cổ phong đỉnh đầu màu vàng kim sương mù, chỉ có một trượng, vẻn vẹn một trượng. Các ngươi nhìn, lâm phong chủ hồn vụ vậy mà chỉ có một trượng. Ta ngày, hắn tư chất còn không bằng một ít đệ tử sao. Hắn tu vi, đều là giả. chương 807, kim vụ bốc lên. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây nghị luận ầm ý, cái kia hồn vụ bốc lên cao thấp, đại biểu cho tự thân thần hồn tư chất mạnh yếu, hồn vụ bốc lên càng cao, biểu thị tự thân hồn phách tư chất vượt mạnh. Ngày hôm nay những đệ tử kia cùng trưởng lão bình thường đều có 4 năm trượng, 6 7 trượng, mà cổ phong nơi này chỉ có 1 trượng. Có thể nói, tại không có bị loại trong mọi người, cổ phong bị kiểm tra đo lường xuất thần hồn tư chất là thấp nhất. Tiểu Man đầu cũng có 13 trượng, Đại Hùng từ 11 trượng, Lâm Lượng cũng có 10 trượng a. Mà cổ phong tu vi hóa thân đại viên mãn, lại là một phong chi chủ, thần hồn yếu như vậy, tự nhiên có chút vượt quá đại gia dự kiến. Độc cô mạc nhìn lên hướng Cổ Phong, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, lập tức nhạt nói: "Tiểu sư đệ, lần này tế bái tổ tiên, ta cần phải áp ngươi một đầu." Sư đệ ta lúc đầu cũng không phải độc cô sư huynh đối thủ. Cổ Phong cười nhạt mở miệng, trong lòng có chút phiền muộn, bản thân thần hồn không có yếu như vậy đi, những người này thần hồn đều cường hoành nghịch thiên. Kỳ thực Cổ Phong cùng đám người đều không biết, cái này thứ một xá Cổ Phong nơi này kiểm tra suốt thần hồn tư chất, là lâm phong tàn hồn thần hồn lực lượng lâm phong lúc đầu thần hồn bị hao tổn thần hồn yếu cái này tự nhiên bình thường quân trường ninh nhìn thấy cổ phong đỉnh đầu chỉ có một trượng kim vụ cũng là hơi kinh ngạc trong lòng của hắn thầm nghĩ chẳng lẽ bản thân đoán chừng sai thực lực đối phương tiểu phong năm đó thụ thương xem ra rất nặng a à, vẻn vẹn dâng lên một trượng kim vụ chỉ sợ ngày sau muốn tiến vào đệ tứ bộ khó hơn lên trời tỏa lão tổ nhìn thấy cảnh này không khỏi lắc đầu mở miệng nói ra khứ nếu không phải là hắn Năm đó đại ca như thế nào chết, người này vốn cũng không nên còn sống." Vũ lão tổ nghe nói, lạnh giọng một câu. Bi lão tổ nhìn lấy cảnh này, đáy mắt ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, dưới cái nhìn của nàng, cái này Lâm Phong cũng không vẻn vẹn điểm ấy tư chất. Nhắm mắt, thứ hai bái, quân trường nghênh mở miệng, lập tức, đám người lại là cùng nhau một xá, cái này một xá phía dưới, đại gia đỉnh đầu kim vụ lại là bắt đầu bay lên. Đám người lần nữa mở mắt thời điểm, trong đó có 10 người trong tay đều ngưng tụ ra cái thứ hai hương. Trừ thất đại phong chủ cùng quân trường ninh bên ngoài, còn có hai người. Một người trong đó, chính là quân trường ninh bên người thánh nữ niệm tình. Mà một người khác, là là có chút để cho người ta kinh ngạc, đúng là đệ tam phong luyện hồn trưởng lão Vân Thiên. Vân Thiên thể nội kỳ thực là Lương Vân Hoành nguyên thần, Lương Vân Hoành ký ức thức tỉnh, đây chính là nửa bước địa âm thần hồn, tự nhiên cường đại. Đại gia đỉnh đầu kim vụ bốc lên độ cao, lần nữa biến hóa. Cái kia quân trường ninh đỉnh đầu kim vụ, đã trải qua đạt tới 63 trường. Độc cô mạc bên trên, 57 trường, mà cổ phong nơi này, hai trường, đem so với trước một lần, lần này cổ phong đỉnh đầu kim vụ rốt cuộc lại là vẻn vẹn dâng lên một trường, hai lần hết thảy mới hai trường. Bất quá cổ phong trong tay, cũng là ngưng luyện ra cái thứ hai nhiên hương. Lâm phong chủ thần hồn vậy mà như thế yếu, yếu như vậy thần hồn, cũng có thể ngưng luyện ra cái thứ hai nhiên hương, cũng là đủ kỳ hoa lâm phong chủ tại rất nhiều phong chủ bên trong sợ rằng phải lót trong lúc nhất thời đám người lại là không khỏi nghị luận mở miệng sư tôn ta đột phá giờ phút này đại hùng khắp khuôn mặt là vui sắc cổ phong xem xét tu vi đúng là đạt tới ngự không tiểu viên mãn mà nhị lượng cùng tiểu man đầu nơi này vậy mà cũng đi theo đột phá nhị lượng tu vi đạt tới sơ nhập ngự không cảnh mà tiểu man đầu tu vi vậy mà cũng nhảy lên tới sơ nhập ngự không cảnh mặc dù lần này trong tay bọn họ không có ngưng luyện ra cái thứ hai nhiên hương bị loại, nhưng bọn hắn tăng lên đã trải qua cực kỳ khủng bố. Tại Tông Môn, có cái cũng không phải là văn bản rõ ràng quy định, chỉ có 30 tuổi phía dưới, Tu Vi đã tới ngự không cảnh người, mới có tư cách trở thành truyền thừa đệ tử. Đơn giản là 30 tuổi phía dưới đã tới ngự không cảnh mới xem như thiên kiêu, bây giờ đại hùng ba người triệt để đạt tới. Mà chấp pháp đường sự tình, rất nhiều người đều biết, một năm trước đó đại hùng ba người là cái gì tu vi, bọn hắn đều biết, vẻn vẹn một năm, vậy mà liền có như thế bay vọt, quả thực không cách nào tưởng tượng. Mà hết thảy này, đại gia tự nhiên sẽ nghĩ đến cổ phong. Tốt, cổ phong mỉm cười, rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử, cho dù bị loại, cũng đều có thu hoạch không nhỏ. Tất cả mọi người ánh mắt đều là triệt để ngưng tụ, lần này mặc dù không phải chiến lực so đấu, nhưng là tư chất so đấu, mọi người đều biết, thần hồn tư chất vượt cường nhân, tu luyện thiên hồn tông tam đại thần thông chính là càng trở nên thuận buồm xuôi gió, Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này trong mọi người, ai thần hồn tư chất tối cường. Thứ ba bái, lần này, Lương Vân Hoành cùng Niệm Tình đều bị loại. A, à, mà cũng tại lúc này, Niệm Tình trong miệng phát ra một đạo quát lớn. Nàng nê hoàn cung bị mở ra, Tu Vi đạt tới sơ nhập thần niệm cảnh, 30 tuổi phía dưới, sơ nhập thần niệm cảnh Tu Vi, Tu Vi như vậy tuyệt đối thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Nhìn về phía Niệm Tình trong mắt mọi người đều là mang theo vẻ kính nể. Như thế, vẻn vẹn vẻn vẹn, vẹn còn lại 8 người, quân trường ninh cùng thất phong phong chủ. Giờ phút này, cái kia quân trường ninh đỉnh đầu kim vụ đã trải qua bốc lên đến 121 trường, như cũ dẫn trước. Độc cô mạc bên trên, 97 trường xếp tại sau đó. Mà cổ phong, ba trường, như cũ vẻn vẹn lên cao mốt trường, đại gia trong lòng kinh ngạc không thôi, kim vụ bốc lên khoảng cách thấp, nói rõ thần hồn tư chất không được, có thể thần hồn tư chất không được, cổ phong có thể nào ngưng luyện ra cái thứ ba hồn hương. Tất cả mọi người nhìn về phía cổ phong, đều là xem không hiểu. Bi lão tổ ánh mắt rơi vào cổ phong thân bên trên, trong mắt hào quang lóe lên, giống như đang tự hỏi một ít gì. Thứ bốn bái, ông, cái này một xá phía dưới, quân trường ninh thân thể ông nhưng chấn động. Tiếp theo, đầu của nó đỉnh kim vụ điên cuồng tiêu thăng, đúng là trực tiếp tiêu thăng đến 172 trường. Trong tay hắn, cái thứ tư nhiên hương hiển hiện, nhưng mà, lần này, đã có ba người bị loại. Đệ tứ phong phong chủ Trần Dũng, đệ ngũ phong phong chủ vương đào, đệ lục phong phong chủ triệu vô cực. Ba người đều không có ngưng luyện ra cái thứ tư nhiên hương, là nói rõ bọn hắn thần hồn tư chất, cũng là đến phần cuối. Ba người này, có thể trở thành phong chủ, không người nào là kỳ tài ngút trời, tu vi đều có hóa thân tiểu viên mãn, ngày hôm nay cho dù bọn hắn cũng là bị loại. Quân trường ninh, độc cô mạc bên trên, tiếu hùng, tư mã viêm đều là thành công. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn là, lâm phong, như cố tại, đỉnh đầu hắn, cái kia bất qua bốn trượng kim vụ 10 phần chói mắt, trừ hắn ra, ít nhất từ mã viêm đỉnh đầu cũng có 96 trượng kim vụ. Vấn đề này, thật sự lộ ra quỷ dị, Trần Dũng cùng triệu vô cực trong mắt đều là vẻ không cam lòng, cổ phong thần hồn tư chất kém như vậy, vẻn vẹn dâng lên như thế thấp kim vụ, làm sao có thể ngưng luyện ra cái thứ tư hồn hương, cái này quá quỷ dị. Ha ha, tiểu sư đệ, người có thể phải cố gắng lên a. Vương Đào đi ra đại trận đi ngang qua cổ phong bên cạnh, mở miệng cười nói. Phương Sư Huynh, người lại tiếp tục xem đi, kỳ thực cổ phong trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, cho tới bây giờ cổ phong thuộc về bản thân thần hồn lực lượng, như cũng không có bị dẫn động. Quân trường Ninh nhìn về phía cổ phong, trong ánh mắt vẻ kinh ngạc càng rõ ràng. Độc Cô Mạc nhìn lên hướng quân trường Ninh cười nói, Đại Sư Huynh, Tiểu sư đệ hiển nhiên hôm nay đã không cách nào by 7H3 làm người đối thủ của ta. chương 808, Cường Thế nghịch tập, quân trường Ninh chưa từng nói, hắn luôn cảm giác, có chỗ nào không đúng. Đại sư Huynh, 3.000 năm trước một lần kia tông môn đại điển, người đạt tới thứ sáu bái, kim vụ bốc lên 361 trượng đem ta đánh bại, bất quá những năm gần đây ta thần hồn tư chất thế nhưng là tăng lên không ít, lần này ta tuyệt sẽ không thua ngươi. Độc cô mạc bên trên đối với quân trường Ninh mở miệng. Hắn đã trải qua không nhìn cổ phong, hắn thấy, hôm nay cổ phong đã trải qua không xứng làm đối thủ mình. Nhìn hắn đầu kia đỉnh kim vụ liền biết, hắn thần hồn tư chất, thật sự quá kém vậy ngươi có thể phải đem hết toàn lực. Quân trường Ninh mở miệng, thứ năm bái, chỉ thấy quân trường Ninh tại dương hồn LA-99 náp tẩy lễ phía dưới toàn thân kim quang lấp lẽ, đầu của nó đỉnh kim vụ phi thăng tiêu thăng. 172 trường, 200 trường, 313 trường, lần này, quân trường Ninh đỉnh đầu kim vụ, đúng là đạt tới 300 trường lấy bên trên. Độc cô mạc bên trên thì là đạt tới 256 trường, nhưng vẫn bị quân trường Ninh áp chế, hắn sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Tòa lão tổ mở miệng cười, Trường Ninh không tệ lắm, năm bái phía dưới, hồn vụ siêu Việt 300 trượng, không hổ là năm đó đại ca truyền thừa đệ tử. Bất quá so với Trường Ninh, ta cảm giác cái này tiểu tử càng quỷ dị. Vụ lão tổ ánh mắt thì là rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Cổ Phong như cũng không có bị loại, thứ năm bái phía dưới, hắn ngưng luyện ra đệ ngũ cây hồn hương, đỉnh đầu kim vụ, vẻn vẹn năm trượng. Mà lần này, Tiếu Hùng cùng Tư Mã Viêm cũng là đạt tới phần cuối, không thể ngưng luyện ra hồn hương hai người bọn họ nhìn lấy cổ phong, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ kinh ngạc. Ai cũng biết, nhiều bái một lần, liền có thể nhiều đến đến dương hồn tẩy lễ một lần, đối với tự thân mà nói chỗ tốt liền lớn hơn một chút. Mà bọn hắn không có thể kiên trì, ngược lại là cổ phong kém như vậy thần hồn tư chất, rốt cuộc lại là qua ải. Lần này, vẹn 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 còn lại ba người, quân trường ninh, độc cô mạc bên trên, lâm phong. Cái này cũng có thể, lâm phong chủ vậy mà kiên trì đến cuối cùng. Cái này không hợp cùng đạo lý A, à. hắn mới năm trưởng kim vụ vậy mà đem mặt khác phong chủ đều sinh sống sinh sống mà chết. Quá quỷ dị đi, trong lúc nhất thời, đại gia nhao nhao mở miệng, tất cả mọi người không thể tin được một màn này là thật. Độc cô mặc nhìn lên đến đây màn, trong mắt cũng là hơi kinh ngạc, không xem qua quang đảo qua cái kia năm trưởng hồn vụ, chính là cười nói, tiểu sư đệ, người nếu có thể tiếp tục, liền tiếp theo làm vật làm nền, ta và đại sư huynh mã bên trên cũng phải quyết ra thắng bại, chờ mong nhị sư huynh cùng đại sư huynh long tranh hổ đấu cổ phong nghe nói lúc này cười nhạt mở miệng quân trường nghinh trong lòng bất an giờ phút này lại là càng ngày càng mãnh liệt thứ sáu bái tám con dương hồn giờ phút này ba cái chui vào quân trường nghinh thể nội ba cái chui vào độc cô mạc thân trên bên trong còn thừa hai cái chui vào cổ phong thể nội dương hồn lực lượng bộc phát ba thân thể người bên trên kim quang lưu chuyển cực kỳ lóa mắt quân trường nghinh cùng độc cô mạc thân trên thể chấn động kịch liệt đứng lên hai người đỉnh đầu kim vụ, cũng là điên cuồng tiêu thăng. Quân trường nghênh đỉnh đầu cái kia kim vụ nếu là giống như điên cuồng. 300 trường, 400 trường, 532 trường, quân trường nghênh đỉnh đầu kim vụ, tiêu thăng đến 532 trường mới dừng lại. Trong tay hắn, cây thứ sáu nhiên hương cô động mà ra. Độc cô mạc bên trên nơi này, cuối cùng đạt tới 396 trường. Mà hắn, không thể ngưng luyện ra nhiên hương, độc cô mạc bên trên, cũng thua ở quân trường nghênh trong tay. Nhìn thấy cảnh này, đám người không khỏi cảm khái, không hổ là tông chủ, thần hồn tư chất, thật sự không người có thể địch. Độc cô mạc bên trên tiếc núi mở miệng, đại sư huynh, ta bại, lần này mặc dù không có đột phá, nhưng tu vi cũng là tinh tiến không ít, có thể kiên trì đến thứ sáu bái, vẹn vẹn xếp tại ngươi về sau, ta cũng xem như. Ông, mà cũng tại lúc này, một đạo tiếng oanh minh truyền đến. Toàn bộ quảng trường bởi vì đều đang quan sát cuối cùng này chiến đấu, vốn là hoàn toàn tĩnh nghịch. Lần này tiếng nổ này chính là cực kỳ điếc màng những người. Tất cả mọi người hướng phía cái kia vang động nhìn lại. À, cổ phong mở miệng không khỏi bộc phát ra một đạo gào thét. Không được vì vì những thứ khác, đơn giản là lâm phong lưu lại thần hồn lực lượng triệt để tiêu hao tận. Cổ phong nguyên thần rốt cuộc bị dương hồn xúc động, khủng bố thần hồn lực lượng bộc phát ra. Cái kia năm trượng kim vụ, điên cuồng tiêu thăng. 10 trường, trăm trường, 200 trường, 300 trường, tất cả mọi người là ngốc trệ nhìn lấy cái kia cực tốc tiêu thăng hồn vụ, trong đầu oanh minh rung động. Cái này, cái này sao có thể, vừa rồi vẻn vẹn mốt trượng tăng lên, lần này làm sao lại. Chẳng lẽ trước đó tại ẩn nhẫn, tất cả mọi người không thể tin được, trước mắt một màn này là thật. Độc cô mạc bên trên, càng là chấn động trong lòng không thôi, không có khả năng, hắn không có khả năng vượt qua ta, lần này, hắn cũng chắc chắn bị loại. Trong lòng của hắn nhắc tới, để hắn võ đạo chi tâm bị hao tổn, không phải quân trường nghinh, mà là cổ phong. Hắn vốn cho rằng lần này vững vàng có thể thắng Cổ Phong, cho nên không không quá để ý, lại không nghĩ rằng Cổ Phong lúc này tuyệt địa nghịch tập. Độc Cô Mạc bên trên cuối cùng là 396 trượng. Mà Cổ Phong nơi này, rất nhanh chính là siêu việt 390 trượng. 391, 392, 397, siêu việt, phốc, nhìn thấy cảnh này, Độc Cô Mạc bên trên phun ra một ngụm máu tươi đi. Hắn chỉ cảm thấy bản thân lúc đầu đã trải qua khép lại một chút võ đạo chi tâm trong nháy mắt vết dạn lại là hiển hiện. Siêu việt độc cô mạc bên trên, không ai từng nghĩ tới, cổ phong lúc này vậy mà tuyệt địa phản kích, trực tiếp siêu việt độc cô mạc bên trên. Cái này, như cũng không phải hắn cực hạn, bi lão tổ nhìn thấy cảnh này, bình thản mở miệng. Quả nhiên, như cũ tải tiếp tục, 400 trường, 410 trường, 500 trường, tất cả mọi người là ngốc trệ, 500 trường. Lần thứ sáu tế bái, cổ phong gây nên kim vụ vậy mà liền đạt tới 500 trường. Quân trường nghênh ánh mắt triệt để biến, hắn rốt cuộc biết đáy lòng loại kia bất an, là cái gì? Hắn lần này, thế nhưng chỉ đạt tới 532 trượng A. Mà cuối cùng, cổ phong kim vụ dừng lại ở 527 trượng. Không sẽ vượt qua quân trường nghênh, tất cả mọi người là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Khủng bố, quá kinh khủng, hắn trước đó mới vẻn vẹn 5 trượng hồn vụ A, lần này vậy mà tiêu thăng hơn 500 trượng, thật đáng sợ. Nhưng mà, đại gia đột nhiên nghĩ tới, lần này tế bái giống như còn chưa kết thúc thiên hồn tông quy củ như thế chỉ cần có thể ngưng luyện ra nhiên hương cái kia liền tiếp theo cổ phong chỉ cảm thấy bị dương hồn tẩy lễ phía dưới bản thân nguyên thần đều là mạnh mẽ hơn nữa đồng thời cổ phong có thể cảm giác được bản thân cự ly này đột phá bình cảnh càng ngày càng gần đại sư huynh tiếp tục đi cổ phong nhìn về phía quân trường nghinh mở miệng sư tôn sư tôn sư tôn sư tôn giờ khắc này đệ thất phong bên này các đệ tử đều là điên cuồng mà gào thét. Ngay từ đầu, bọn hắn coi là bản thân sư tôn lập tức phải bị thua, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà cường hoành tới mức như thế, bọn hắn giờ phút này trong lòng cái kia kiêu ngạo đạt đến cực hạn. Đây là bọn hắn sư tôn, đệ thất phong phong chủ. Tiểu sư đệ, người ta tại thứ bảy bái, có thể quyết thắng thua. Quân trường nghinh trực tiếp mở miệng, thứ bảy bái, chương 809, thứ 9 bái. Cái này một xá phía dưới, cái kia tám con dương hồn các bốn cái phân biệt chui vào trong cơ thể hai người. Hai người đỉnh đầu kim vụ, lấy trước đó chưa từng có tốc độ điên cuồng bão tố thăng lên. Quân trường nghênh, hồn vụ 600 trưởng cổ phong, hồn vụ 600 trưởng quân trường nghênh, 700 trường, cổ phong, 700 trường, quân trường nghênh hồn vụ thủy trung dẫn trước, nhưng cổ phong nhưng vẫn theo đuổi không bỏ. Mà siêu việt 700 trưởng về sau, quân trường nghênh hồn vụ, tốc độ tăng lên trở nên chậm. Mà cổ phong hồn vụ tốc độ tăng lên, lại là không có chút nào biến yếu. Siêu Việt, giờ phút này, độc cô mạc bên trên, không khỏi kinh thanh mở miệng. Tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ đến, chỉ thấy cái kia cổ phong đỉnh đầu màu vàng kim hồn vụ, vậy mà thật sự trực tiếp siêu Việt quân trường nghinh đỉnh đầu hồn vụ. Cổ phong hồn vụ, 756 trượng, giờ khắc này, quân trường nghinh hồn vụ, 747 trượng. Tiểu sư đệ, hôm nay nghĩ thắng ta, có thể không dễ dàng như vậy. Giờ khắc này, quân trường nghinh một tiếng quát lớn. Giờ phút này, kỳ thần hồn lực lượng, điên cuồng vận chuyển đứng lên. Chỉ thấy phía trên đỉnh đầu, cái kia hồn vụ lần nữa tiêu thăng. Cái kia hồn vụ đúng là trực tiếp siêu việt cổ phong hồn vụ, đạt tới 771 trượng. Đồng thời, hắn như cũ chưa ngừng, còn đang không ngừng tiêu thăng. Cổ phong hồn vụ, cũng không có dừng lại như cũ lên cao bên trong. 772, 773, 799 trượng, cuối cùng, tại quân trường nghinh đỉnh đầu hồn vụ tiêu thăng đến 799 trượng thời điểm, cái kia hồn vụ rốt cục không cách nào lại lần dâng lên. Quân trường nghinh trong tay, để thất cây hồn hương không có ngưng tụ ra. Các ngươi nhìn, lâm phong chủ hồn vụ, giờ khắc này, không biết là ai kinh hô, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau hội tụ, ánh mắt mọi người rơi vào cổ phong hướng trên đỉnh đầu, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu cái kia hồn vụ, lại còn không có ngừng. 770 trường, 780 trường, 799 trường, Tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt biến hóa, bây giờ cổ phong hồn vụ, đúng là cùng quân trường Ninh đạt tới cùng loại độ cao. Mọi người tại đây, trong lòng đều là chấn kinh tới cực điểm. Mọi người đều biết lâm phong trước kia thần hồn nhận qua tổn thương, bây giờ cho dù tốt, kỳ thần hồn cũng cần phải kém xa cái khác phong chủ. Ngày hôm nay, hắn lại có thể cùng tông chủ, để tứ bộ cường giả quân trường Ninh đạt tới một cái độ cao, cái này khiến đám người khó có thể tưởng tượng. Cũng tại thời khắc này, 800 trường, kim vụ vậy mà đạt tới 800 trường siêu việt, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, lâm phong thần hồn tư chất, siêu việt quân trường nghênh. Mọi người thấy một màn này, cảm giác có chút không chân thực. Đệ thất phong đệ tử, đều là kích động có chút điên cuồng lên. Mà giờ khắc này, kim vụ còn không có đình chỉ. Tiếp tục trùng kích phía dưới, cuối cùng, kim vụ đạt tới 861 trượng. Tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở cổ phong thân bên trên, bây giờ cổ phong đã trải qua đánh bại quân trường nghênh, mà nếu như trong tay có thể ngưng luyện ra đệ thất cây hồn hương, như vậy là nói rõ hắn có thể tiến hành thứ tám bái. Đệ thất cây hồn hương, ngưng tụ mà ra, tiểu sư đệ, ta bại, quân trường nghênh nhìn thấy cảnh này, thở dài, cả người mang theo vài phần thất lạc. Cổ phong mở miệng cười nói, sư huynh, cái này vẻn vẹn khảo thí thần hồn tư chất, cùng tu vi không quan hệ, người đều đã bước vào đệ tứ bộ, sư đệ ta còn xa xa không kịp. Ha ha, sư đệ, người đừng khiêm nhường, lấy người bây giờ biểu hiện ra thần hồn tư chất, tiến vào đệ tứ bộ, là sớm muộn sự tình, không nghĩ tới người đại nạn không chết, bây giờ đạt được như vậy tạo hóa. Quân trường nghênh cuối cùng cảm thán một câu, cổ phong không tiếp tục nhiều lời, giờ khắc này, bi lão tổ mở miệng tiếp tục đi. Nàng ánh mắt rơi vào cổ phong thân bên trên, không ai biết nàng suy nghĩ cái gì. Trong chớp nhóm này, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại cổ phong thân bên trên. Thứ tám bái, cái này ở thiên hồn tông từ trước tới nay, phong chủ tế bái bên trong là lần đầu tiên. Tỏa lão tổ giờ phút này đối với một bên vụ lão tổ mở miệng nói ra, hắc hắc, sư đệ, người đoán một chút cái này tiểu tử có thể thành công thứ tám bái, ngưng tụ cây thứ tám hồn hương sao. Vụ lão tổ mở miệng, bây giờ chỉ có một mình hắn, cái kia tám cái dương hồn tướng cùng một chỗ tiến vào trong cơ thể hắn, thân thể của hắn căn bản là không có cách tiếp nhận cái kia lực lượng cuồng bạo, hắn tất nhiên không cách nào thành công. Hắn sẽ thành công, mà giờ khắc này, bị lão tổ ánh mắt rơi vào cổ phong thân bên trên, bình thản mở miệng. Vụ lão tổ cùng tỏa lão tổ đáy mắt ánh mắt biến hóa, đều không có mở miệng. Trong chấp nhóm này, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào cổ phong thân bên trên. Thứ tám bái, trước đó chưa từng có, hắn có thể thành công sao? Cổ phong nhìn về phía tượng nặn trong lòng ám nói, mặc dù ta cũng không phải là lâm phong, nhưng ta bây giờ nếu thay thế hắn, ta cũng sẽ kính ngươi, nếu không có ngươi, liền không cái này thiên hồn tông. Lập tức, cổ phong đối với hắn một xá lần này, cái kia hồn vụ đúng là lần nữa bão tố thăng lên. 861 trưởng, 862 trưởng, 921 trưởng, nhưng mà, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cây thứ 8 hồn hương cô động mà ra. Độc cô mạc phía trên xác đã trải qua trắng bệch tới cực điểm, nếu như nói trước đó vẻn vẹn để cho võ đạo chi tâm xuất hiện vết giạt, giờ khắc này, tựa như một chuôi trọng trùy hung hăng nện ở hắn trong lòng bên trên. Nguyên lai, hắn thần hồn tư chất, sớm đã siêu việt ta. Quân trường nghênh không khỏi cười khổ, giờ khắc này hắn mới biết được, nguyên lai like bản thân hay là đánh giá thấp chính mình cái này sư đệ. Lâm phong chủ thứ 8 bái thành công, như thế lâm phong chủ có thể thứ 9 bái. Cái này làm cho không người nào có thể tưởng tượng a à, nghe đồn vụ lão tổ cùng tỏa lão tổ năm đó cũng chỉ có thể đạt tới thứ 8 bái mà thôi, đều không có ngưng luyện ra cây thứ 8 hồn hương. Nghe đồn bây giờ ta toàn bộ thiên hồn tông là trên dưới, chỉ có bi lão tổ năm đó được thứ 9 bái. Cái kia thứ 9 bái phía dưới, kim vụ bốc lên 999 trượng. Nghe đồn cũng chính là một lần kia về sau, Bị lão tổ bế quan phía dưới, rốt cục cảm mộ đại đạo, tiến vào thiên dương cảnh. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, Vụ lão tổ cùng Tỏa lão tổ không khỏi cười khổ, Cổ Phong tại thần hồn bên trên tư chất, đã trải qua siêu vượt hai người bọn họ. Thứ chín bái, Cổ Phong lần nữa bái hạ, lần này, tám con dương hồn giống như bắt đầu cuồng bạo, tràn vào Cổ Phong thể nội về sau, điên cuồng đánh thẳng vào Cổ Phong thân thể. Cổ Phong chỉ cảm thấy thân thể của mình như là muốn nổ tung đồng dạng. Kinh khủng này dương cương lực lượng, căn bản không phải loại người bình thường có thể tiếp nhận. Kim vụ điên cuồng tiêu thăng, rất nhanh chính là đạt tới 900 trượng, nhưng vẫn cũng không có dừng lại ý tứ. a à, giờ khắc này, cổ phong trong miệng bộc phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Chỉ thấy cái kia kim vụ đúng là cuối cùng đạt tới 999 trượng độ cao. 999 trượng, cùng bi lão tổ một dạng độ cao. Đây là cùng bi lão tổ một dạng thần hồn tư chất. Tất cả mọi người trong đầu đều là oanh minh không thôi, đại gia không cách nào tưởng tượng, ngay từ đầu đại gia nhất không coi trọng, chính là cái này thần hồn nhận qua tổn thương Lâm Phong chủ, mà bây giờ đây hết thảy hoàn toàn vượt qua đám người dự kiến. Mà sau một khắc, làm cho tất cả mọi người chấn kinh một màn xuất hiện. Chỉ thấy, cái kia cổ phong trong tay, cây thứ 9 hồn hương, đúng là ngưng tụ mà ra. Cái này, còn có thứ 10 bái sao? Chương 810, ngàn trưởng kim vụ, nghe đồn Năm đó thiên hồn lão tổ trước khi Lâm Trung đã từng nói, ai có thể đạt tới thứ 10 bái, ngưng luyện ra đệ thập cây hồn hương, cái kia thần hồn tư chất chính là cùng hắn đạt tới một dạng độ cao. Bất quá 10 bái nói nghe thì dễ, quân trường nghinh hôm nay hồn lão tổ nhất vì thiên phú đệ tử, bất quá đạt tới thứ 7 bái. Tỏa lão tổ cùng vụ lão tổ cũng chỉ đạt tới thứ 8 bái. Duy nhất tiếp cận nhất bi lão tổ, cũng kẹt tại thứ 9 bái. Chớ nói chi là, trong tông môn những người khác, thiên hồn lão tổ, đó là thiên hồn tông các đệ tử trong lòng như là thần minh nhất ghi hệt. Nghe đồn năm đó nếu không có một trận biến cố, thiên hồn lão tổ căn bản không biết chết, thậm chí rất có thể đứng ở nơi này nhân gian đình. Có thể cùng nhân vật như vậy thần hồn tư chất đạt tới cùng loại độ cao, nói khó hơn lên trời cũng là không được khoa trương. Mà bây giờ, cổ phong có thể tiến hành thứ 10 bái. Bi lão tổ, giờ phút này mở miệng, thứ 10 bái, nếu là thành, ta có thể chỉ điểm ngươi một lần tu hành. Nghe đến lời này, mọi người tại đây trong đầu kịch liệt oanh minh đứng lên bi lão tổ là nhân vật nào đây chính là nhân gian người đứng đầu cường giả tu vi đã trải qua đà tới thiên dương cảnh để cái này đám nhân vật chỉ điểm một lần cái kia tạo hóa giản thẳng làm cho không người nào có thể tưởng tượng nghe đến lời này cổ phong ánh mắt cũng là trong nháy mắt biến đổi bi lão tổ đến cùng phải hay không nhu nhi cổ phong bây giờ khoảng cách khá xa căn bản là không có cách triệt để nhận ra nhưng cùng nhu nhi một dạng dung mạo khí tức cũng có chỗ tương tự ở trong đó, nhất định có liên quan, trải qua duyệt viết cùng liên tiên nhi, cổ phong trong lòng đã có rất nhiều suy đoán, bây giờ gặp lại cái này bi lão tổ, cổ phong trong lòng cái kia ý nghĩ đã trải qua càng thêm xác định. Hắn muốn cùng bi lão tổ tiến hành một lần đơn độc nói chuyện với nhau. Bây giờ cơ hội này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Cái này thứ mười bái, cổ phong muốn được, cổ phong nhìn về phía cái kia tượng nặn, cuối cùng mở miệng, ta hiện tại đã là thiên hồn tông người, tại tông môn nguy nan thời điểm, ta sẽ nghiêng dùng hết khả năng bảo hộ tông môn. Lời nói rơi xuống, cổ phong cái này thứ 10 bái, bái hạ. Giờ khắc này, cổ phong thể nổi cái kia tám con dương hồn còn chưa rời đi, trong cơ thể của bọn họ vô biên dương cương khí thức điên cuồng bạo phát. a à, thống khổ này, căn bản là không có cách lấy ngôn ngữ hình dung, cổ phong lần nữa gào thét. Cổ phong thân trên quần áo giờ khắc này, khoảng cách vỡ vụn ra, ra kia bên trên, tất cả huyết quản toàn bộ nhô lên, vô biên kim sắc quang mang lưu truyền, cả người như là muốn nổ tung đồng dạng. Nguồn người chú ý phía dưới, đầu của nó đỉnh cái kia 999 trượng kim vụ, đúng là trong nháy mắt chấn động. Lần nữa dâng lên, 1.000 trượng, nguồn người chú ý phía dưới, cái kia kim vụ đạt tới 1.000 trượng. Mà tiếp theo trong nháy mắt, cái kia ngàn trượng kim vụ, đúng là gào thét lưu chuyển, cuối cùng trực tiếp tràn vào cổ phong đỉnh đầu bên trong. Ông, cổ phong thân thể bên trên, nhất cỗ khí thức khủng bố, bộc phát ra. Cỗ khí thức này, thuộc về nửa bước địa âm, nửa bước địa âm, Tất cả mọi người ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa, tế bái lão tổ, để dương hồn thối thể, có thể tăng cao tu vi. Nhưng cái này tăng cao tu vi cũng chính là một bộ phận, đặc biệt đối với rất nhiều phong chủ mà nói, bọn hắn tu vi đều ở hóa thân cảnh, cảnh giới này tu vi há lại dễ dàng như vậy tăng lên. Mà bây giờ, tại sinh sinh tiến hành 10 lần tế bái về sau, cổ phong thực lực đúng là đạt tới nửa bước địa âm. Lâm phong chủ vậy mà đột phá, hắn tu vi đạt tới nửa bước địa âm. Cái này, cái này tạo hóa quả thực quá lớn lớn không cách nào tưởng tượng, hóa thân đại viên mãn đến nửa bước địa âm, đây là loại gì khó mà đột phá. Hắn cái này khí vận nghịch thiên, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng nói ra, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Mà cũng vào lúc này, vượt quá tất cả mọi người dự kiến một màn xuất hiện, chỉ thấy cổ phong thân bên trên đó thuộc về nửa bước địa âm khí tức, đúng là bắt đầu rơi xuống. Nửa bước địa âm, hóa thân đại viên mãn, hóa thân tiểu viên mãn, sơ nhập hóa thân cảnh. Thẳng đến cổ phong khí tức rơi vào sơ nhập hóa thân cảnh, hắn khí tức mới đình chỉ rơi xuống. Đám người trong nháy mắt trừng to mắt, cái này sao có thể? Tu vi vốn đến không phải gia tăng sao? Mà bây giờ cái này không được tăng phản hàng, cái này. Mà cổ phong mặt bên trên lại là không có chút nào phiền muộn vẻ, hắn trong lòng tràn đầy cuồng hỉ. Sở dĩ cổ phong tu vi rơi xuống, là bởi vì cổ phong tu vi này, toàn bộ bị Dương Ngư Ngọc hấp thu. Thậm chí, lúc đầu vẻn vẹn hấp thu một bộ phận mà ở cổ phong phát hiện dương ngư ngọc đang hấp thu bản thân tu vi thời điểm cổ phong bản thân đem tu vi hướng phía dương ngư ngọc bên trong quán thâu tại dương ngư ngọc không được lại hấp thu thời điểm cổ phong khí thức bình ổn tại sơ nhập hóa thân cảnh mà giờ khắc này một đạo thanh âm quen thuộc tại cổ phong trong lòng vang lên chủ nhân ta tỉnh lão ngư giờ khắc này cổ phong kích động trong lòng cực kỳ lão ngư là cổ phong bản mệnh bảo vật cùng cổ phong cũng vừa là thầy vừa là bạn từ cổ phong thức tỉnh đến nay chính là một mực làm bạn cổ phong đến bây giờ. Đừng nói thời đại này tu vi không mang được, cho dù có thể mang đi, chỉ cần có thể giúp lão ngư thức tỉnh, cổ phong đều không chút do dự. Lão ngư rất nhanh chính là biết được cổ phong toàn bộ ký ức, trong lòng cũng là cảm động không thôi, mặc dù nơi này tu vi rất có thể không mang được, nhưng có đầy đủ tu vi mang theo, cũng là có thể giữ được tánh mạng, mà cổ phong lại là không chút do dự truyền cho bản thân. Chủ nhân, người đoán không sai, chúng ta thế giới bây giờ, là hư ảo, nơi này là một cường giả dựa vào ký ức biến thành. Giờ phút này, cổ phong trong lòng, lão ngư thanh âm vang lên. Quả là thế, cổ phong cảm khái, không biết biến ảo trí như này thế giới, là gì đám nhân vật. Lâm phong chủ tu vi rơi vào sơ nhập hóa thân cảnh. Lâm phong chủ chỉ sợ là tu luyện một chút khăng khăng môn công pháp, bây giờ đây cũng là tổ hỏa nhập ma. Xác thực, nếu không có tổ hỏa nhập ma, như thế nào tu vi rơi xuống nhiều như vậy? Nếu là làm gì chắc đó tu hành, tuyệt đối sẽ không như thế. Đáng tiếc, cái kia chừng nửa bước địa âm tu vi a, hoàn toàn tán đi. Tiếp xuống tông môn thi đấu, để thất phong chỉ sợ cũng đem không có hy vọng. Sơ nhập hóa thân cảnh, cái khác phong chủ tu vi kém cỏi nhất cũng có hóa thân tiểu viên mãn, Lâm phong chủ thua không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao cảm khái mở miệng, lúc đầu những cái kia đối với cổ phong 10 phần hâm mộ người, ngược lại có chút đồng tình hắn. Bất quá đại gia phát hiện, cái này cổ phong trong tay, đệ thập cây hồn hương, đã trải qua cô động mà ra. Mà giờ khắc này, cổ phong đột nhiên phát hiện, trong đầu của chính mình, thêm ra một chút văn tự. Đây là, cổ phong đáy mắt hào quang lóe lên, những văn tự này là một thiên bí thuật truyền thừa, bí thuật này truyền thừa liên quan tới thiên hồn tông tam đại thần thông trung cực phương pháp tu luyện. Đây là cổ phong tại thứ 10 bái sau khi thành công, trận pháp này lưu cho cổ phong đồ vật. Ngoại giới đám người giờ phút này chỉ thấy cổ phong tu vi rơi xuống, lại không biết, lần này cổ phong đạt được tạo hóa, đã trải qua không cách nào tưởng tượng. Tám con dương hồn từ cổ phong trong thân thể bay ra, một lần nữa dung nhập tượng nặn bên trong. Cuối cùng, tất cả đều là tiêu tán. Cũng tại mọi người cảm thán thời điểm, bi lão tổ thanh âm truyền khắp tông môn, lâm phong, tông môn đại điển về sau, ta sẽ đích thân chỉ điểm ngươi tu hành. chương 811, lại chém một người. Bi lão tổ tự mình chỉ điểm tu hành, trong lúc nhất thời đại gia trong lòng vừa là hâm mộ không thôi. Mặc dù lâm phong tu vi rơi xuống, bất quá có bi lão tổ tự mình chỉ điểm, cái này rơi xuống tu vi chỉ sợ dùng không bao lâu liền sẽ trở lại. Cổ phong thứ 10 bái về sau, đại trận đều tiêu tán, tự nhiên cũng không có thứ 11 xá. Nhìn lấy tượng nặn trước đó cái kia to lớn hương đỉnh, cổ phong bưng 10 cái hồn hương, đi lên. Tập thể tế bái lão tổ, quân trường nghênh mở miệng, lập tức cũng là đi ra phía trước. Phần đông phong chủ nhao nhao bưng nhiên hương đi lên phía trước. Cổ phong cầm trong tay 10 cái nhiên hương cắm vào lư hương, lần nữa một xá. Sau lưng quân trường nghênh mấy người cũng là tập thể một xá. Toàn bộ thiên hồn tông, tất cả mọi người đệ tử, giờ phút này đều tại nguyên chỗ quỷ hướng lên trời hồn lão tổ tượng nặn, cùng nhau một xá. Tông môn đại điển, cái thứ nhất phân đoạn tế tự lão tổ, như vậy kết thúc. Mặc dù trong mắt người ngoài, cổ phong rơi xuống tu vi, được không bù mất. Đối với cổ phong mà nói, lại là thu hoạch to lớn rất nhanh chính là tiến hành đệ nhị hoàn tiết, tông môn thi đấu. Tông môn thi đấu ba bộ phận, đệ tử giao đấu, trưởng lão giao đấu, phong chủ giao đấu. Mỗi một bộ phận đều theo chiếu điểm tích lũy hình thức, cuối cùng điểm tích lũy nhiều nhất sơn phong, liền là có thể được to lớn nhất tài nguyên ban thưởng, đồng thời phong chủ có thể được bi lão tổ chỉ điểm, bài danh hai tam sơn phong phong chủ là phân biệt có thể được vụ lão tổ cùng tỏa lão tổ chỉ điểm, cái này tạo hóa cũng là không được nhỏ. Mà cái này ba bộ phận giao đấu, chiếm cứ điểm tích lũy số định mức, vì 1 2 sao thất. Có thể nói, phong chủ đấu chiếm cứ lấy nhất địa vị trọng yếu. Đây cũng là hợp tình lý, dù sao nhất phong mạnh yếu đại bộ phận đều là dựa vào phong chủ đến quyết định. Thủ trước tiến hành, tự nhiên là đệ tử giao đấu. Đệ tử này giao đấu, mỗi cái sơn phong sai phái ra nhân số có bất đồng riêng, bài danh so sánh cao sơn phong sai phái ra nhân số liền nhiều, bài danh dựa vào sao sơn phong điều động đệ tử chính là ít, như đệ thất phong, vẻn vẹn có thể điều động 10 người. Bảy cái sơn phong Tính toán thượng tông chủ truyền thừa đệ tử niệm tình, hết thảy 100 người. Cái này 100 người, chia làm 10 lôi đài, từng cái lôi đài 10 người, mà mỗi cái lôi đài cuối cùng chỉ có một người có thể thắng được. Cuối cùng thắng được 10 người thì là tiến vào vòng tiếp theo so đấu. Cái này đấu vòng loại cũng là cực kỳ tàn khốc. Bất quá tại tông môn an bài phía dưới, tu vi đạt tới ngự không cảnh võ giả đều không có phân tại cùng một tổ, đây là vì mỗi một tổ thực lực cân đối, nếu như quá nhiều cường giả tập trung ở một tổ cái kia tổ này tấn cấp đứng lên sẽ cực kỳ khó khăn, cái này so với đấu liền không công bằng. Lôi đài số 1 đến số 10 lôi đài đại chiến rất nhanh chính là đã trải qua triển khai. Đệ tứ phong, Trương Tam thắng, đệ lục phong, Lý Diễm thắng, đệ nhị phong, thứ tư cùng thắng, từng cái lôi đài bên trên, trọng tài lão giả không tách ra khẩu. Phần đông đệ tử đều là thi triển ra tất cả vốn liếng. Cái này đấu vòng loại, rất nhanh chính là đi vào giai đoạn ác liệt. Nhất Trúc thiên phú đệ tử rất nhanh chính là cho thấy các từ thực lực ưu thế. Để cho người ta kinh thán nhất, không phải niệm tình, cũng không phải độc cô kiếm đám người, mà là đệ thất phong đại hùng ba người. Tại dĩ vãng tông môn thi đấu bên trong, đại hùng ba người căn bản không có cái gì xem như. Mà hết thảy này, tất cả đều là phát sinh cực kỳ để cho người ta sợ hãi thán phục cải biến. Đại hùng, nhị lượng, tiểu man đầu một đường bên trên, không đâu địch nổi. Ba người thể hiện ra ngự không cảnh tu vi, bình thường đệ tử, căn bản là không có cách ngăn cản. Lôi đài số 1, đệ thất phong lâm lượng đối với đệ nhất phong Lý Tú Miểu. Trọng tài lão giả một tiếng mở miệng, lúc này, đệ thất phong nơi này, nhị lượng chính là trực tiếp vượt lên lôi đài. Bên kia, Lý Tú Miểu cũng là leo lên lôi đài. Cổ phong tại dưới lôi đài quan chiến, nhìn thấy cảnh này ánh mắt biến đổi, không được vì vì những thứ khác, đơn giản là cái này Lý Tú Miểu thể nội, chính là cái kia ung châu hóa thân đại viên mãn võ giả ung diệu nhi nguyên thần. Cái này Lý Tú Miểu vốn là phổ thông đệ tử, nhưng ung diệu nhi nguyên thần tại trong cơ thể, mặc dù hắn ký ức không có thức tỉnh, nhưng tư chất cũng là vượt xa dĩ vãng, như thế nàng cũng là đại biểu đệ nhất phong tham dự đệ tử này giao đấu. Giờ khắc này, lôi đài bên trên, trọng tài lão giả mở miệng, giao đấu không có mắt, nhất định sinh tử, trừ phi một phương nhận thua, rơi xuống lôi đài, hoặc là không cách nào đứng lên, bằng không giao đấu liền tiếp tục nữa, rơi xuống lôi đài, nhận thua, là không thể lại ra tay. Thiên hồn tông giao đấu là tàn khốc nhất, bởi vì cái này so với đấu có thể định sinh tử. Có lẽ là trước đó, cái này so với đấu là không nỡ đánh tổn hại gây nên tử đối thủ, không gì hơn cái này cái này so với đấu hiệu quả không tốt, cuối cùng tông chủ dứt khoát sửa đổi thành nhất định sinh tử giao đấu. Như thế, cái này so với đấu bên trong, song phương đều là nhấc lên 100% lực chú ý, vì vì một cái sơ sẩy liền có thể vẫn lạc tại cái này lôi đài bên trên. Bất quá trừ phi song phương thực lực sai biệt quá lớn, mạnh một phương 10 phần muốn giết chết yếu một phương, lại hoặc là song phương vốn là thù gia bằng không dưới tình huống bình thường, rất ít xuất hiện tử vong hiện tượng. Bởi vì một khi không địch lại, có thể lập tức nhận thua, hoặc là trực tiếp nhảy xuống lôi đài, một khi nhận thua hoặc là nhảy xuống lôi đài, đối phương liền không thể lại ra tay. Lần trước tông môn thi đấu bên trên, 100 người, cuối cùng trọng thương hai mươi mấy người, bất quá chết, chỉ có một người. Mà cái này một người cùng đối thủ của hắn là sinh tử thù ra, hai người bên trên lôi đài trước đó chính là lập không chết một người không được kết thúc giao đấu giấy sinh tử. Có thể tưởng tượng, cái này lôi đài bên trên người chết xác suất vẫn là rất thấp nhị lượng bên này chuẩn bị xuất thủ thời điểm bên tai cổ phong truyền âm đã trải qua truyền đến nhị lượng không dùng được bất kỳ thủ đoạn nào giết chết người này nhị lượng nghe nói trong lòng nhỏ bé hơi kinh ngạc vì vi sư tôn cũng không phải loại kia hung ác người dựa theo hắn đến nghĩ nhất định là trước mắt cái này lý tú miểu phạm qua cái gì sai lầm lớn tội không thể sinh sống mà sư tôn không tiện xuất thủ mới để cho tự mình tiến tới xuất thủ sư tôn, giao cho ta chính là, nhị lượng truyền âm tại cổ phong vang lên bên tai, đối với cổ phong chỉ thị, nhị lượng không có chút nào phản đối. Hắn là cô nhi, bị lâm phong thu dưỡng, bây giờ lại là tại cổ phong dạy bảo phía dưới, đạt tới như thế độ cao, trong lòng hắn sư tôn chính là bản thân tất cả, vì sư tôn cho dù biết đối phương là người vô tội, để hắn giết, hắn cũng sẽ không chút do dự. Nhị lượng cũng không phải gì đó thiện tâm người, nhưng hắn vẫn là hiểu được cảm ơn. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào cái này lôi đài số một bên trên. Lâm lượng đã trải qua tứ liên thắng, tu vi ngự không cảnh hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Bất quá cái này lý tú miểu công pháp kỳ lạ, thủ đoạn biến hóa 10 phần nhiều, muốn trực tiếp đánh bại cũng là khó khăn. tràng tỷ đấu này, tất nhiên hay là lâm lượng thắng. Vây hướng tới quan sát người, giờ phút này tập thể xem trọng lâm lượng, dù sao lâm lượng tu vi sơ nhập ngự không cảnh, lý tú miểu tu vi chỉ có linh mạch tiểu viên mãn trọng tài lão giả mở miệng, giao đấu, bắt đầu. Mà cũng đang tỷ đấu bắt đầu trong nháy mắt, đám người chỉ thấy lôi đài bên trên một bóng người mơ hồ mà qua. Sau một khắc, thân ảnh này dừng lại, thân ảnh này chính là lâm lược, hắn hai chân bên trên, từng mảnh từng mảnh lân phiến nhếch lên, tản ra một mảnh khí vụ. Mà đã ở sau lúc, một cây chủy thủ nửa đoạn trước, đã trải qua cắm vào Lý Tú Miểu trong mi tâm. chương 812, Diễn Kỹ Phái Sư Đồ, Lý Tú Miểu trừng to mắt, trùy thủ này đâm vào nàng nê hoàn cung, đem nàng nguyên thần trực tiếp vỡ nát. Tại nguyên thần sụp đổ trong nháy mắt, Lý Tú miểu ký ức thức tỉnh, nàng nhớ tới mình là ung diệu nhi, là ung châu đường đường hóa thân đại viên mãn võ giả. Mà bây giờ, nàng vậy mà chết ở một cái bất quá sơ nhập ngự không cảnh tiểu quỷ đầu trong tay. Trong nội tâm biệt khuất tới cực điểm, thân thể nàng hướng xuống đất bên trên ngã xuống, ở tại ý thức sắp mơ hồ thời điểm, hắn nhìn thấy dưới lôi đài có một bóng người, thân ảnh kia khí tức tựa như là bành theo ông Diệu Nhi nguyên thần sụp đổ, Lý Tú Miểu hóa thành một bộ băng lãnh thi thể, đã trải qua chết đến mức không thể chết thêm. Giết người, tất cả mọi người là ánh mắt kịch biến, đồng dạng muốn triển khai sinh tử đấu hai phe, cũng sẽ ở trước khi tỷ đấu kể một ít lời nói, mà cái này lâm lượng không nói hai lời trực tiếp hạ sát thủ. Đây là cực kỳ hiếm thấy, đồng thời, mặc dù có thể quyết định sinh tử, nhưng cái này so với đấu, chân chính hạ sát thủ người, thật sự quá ít. Lần trước tông môn thi đấu, trong các đệ tử, có thể vẻn vẹn chết một người, lúc này mới vừa mới bắt đầu không lâu, vậy mà liền chết một cái người. Mọi người nhìn về phía lâm lượng ánh mắt biến hóa, cái kia độc cô mạc mắc lừa tức mặt bên trên vô biên sắc mặt giận dữ hiển hiện, một cái đệ tử bình thường chết thì chết, hắn sẽ không quá để ý. Nhưng hắn thấy, đây là lâm phong đối với hắn nhục nhã. Đã ở hắn muốn vỗ bàn đứng dậy thời điểm, một đạo tiếng cuồng tiếu truyền đến. Ha ha, ha ha, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, lôi đài bên trên, cái kia lâm lượng cuồng tiếu đến đứng lên cha nương ta rốt cục cho các người báo thù mụ mụ người ở dưới cửu tuyền có thể nghỉ ngơi muội muội mụ, ca ca báo thù cho huynh ha ha chết người lý ra rốt cục chết ha ha chỉ thấy cái kia lâm lượng điên cuồng trong lúc cười to không tách ra khẩu đại gia nghe được như lọt vào trong sương mù chẳng lẽ cái này lâm lượng cùng cái kia lý tú miểu trong nhà có thù mà hắn dám như thế ngôn ngữ chẳng lẽ là lâm phong chủ cố ý để hắn vì đó Độc cô mạc bên trên, lúc này đứng dậy, nhìn về phía cổ phong, lạnh giọng một câu, lâm phong. Bành, mà độc cô mạc bên trên lời còn chưa bắt đầu nói, lâm lượng trực tiếp hướng về phía cổ phong, hai đầu gối quỳ xuống đất. Độc cô mạc bên trên sững sờ, mọi người tại đây cũng là sững sờ, cái này tình huống như thế nào ha? Lần này, làm cho cổ phong trong lòng cũng là có một chút kinh ngạc, bất qua cổ phong gì đám nhân vật, mặt bên trên lại không có chút nào biểu tình biến hóa, trong lòng suy nghĩ qua đi, Lập tức nhìn lấy Lâm Lượng ánh mắt mang theo vài phần thở dài, mở miệng, Lượng Nhi, có thể buông xuống. Giờ khắc này, chỉ thấy Lâm Lượng trong mắt nước mắt chảy trôi mà xuống, đối với cổ phong ôm quyền chính là một xá, lập tức dập đầu, ngẩng đầu lên, Sư Tôn, đệ tử buông xuống, Sư Tôn mời đối với đệ tử giáng tội, ngài nói qua, để đệ tử đem cừu hận này buông xuống, nhưng cái này cha mẹ mối thù, Đồ Nhi thực sự không bỏ xuống được, hôm nay xúc động giết người, vi phạm Sư Tôn dạy bảo, mời Sư Tôn giáng tội bành 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 lời nói rơi xuống lâm lượng đối với cổ phong chính là không ngừng dập đầu cái kia điên cuồng gõ dưới đầu lôi đài bên trên đều là xuất hiện vết dạn vết máu khuếch tán ra nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người ánh mắt đều là trong nháy mắt biến hóa tình cảnh này tất cả mọi người là nhìn ra là lâm phong để lâm lượng đem tất cả buông xuống bất quá lâm lượng không bỏ xuống được bây giờ lâm lượng trong lòng áy náy tại lâm phong mới cử động như vậy nhìn lấy lâm lượng cái kia đã trải qua tràn đầy máu tươi cái trán cùng mà bên trên lõm hố sâu tất cả mọi người không có nửa phần hoài nghi nếu không có đúng như này ai có thể làm như vậy cái này độc cô mạc bên trên lúc đầu lời nói đều đến miệng một bên chuẩn bị hướng cổ phong lý luận một phen nhưng mà thấy cảnh này hắn đột nhiên nói không ra lời bất quá hắn luôn cảm giác nơi đó có chút không đúng cái này lâm phong chẳng lẽ là đang diễn trò giờ phút này cổ phong khắp khuôn mặt là cảm thán vẻ thở dài một hơi mang theo thất vọng ngữ khí mở miệng ai, thôi. Đứng lên đi, lâm lượng lúc này mới đứng dậy, hắn cái chán đã trải qua tràn đầy máu tươi, trong mắt của hắn mang theo nước mắt, nhìn về phía cổ phong trong mắt tràn đầy hối hận vẻ, sư tôn, ngài có thể tha thứ ta sao? Lượng nhi, hiện tại trong lòng ngươi có thể hài lòng. Cổ phong bình thản nói ra, đồ nhi, trong lòng cũng không vui, lâm lượng cảm thán một câu, vi sư lời nói, người nếu sớm có thể nghe nhập trong lòng, không cần cho tới hôm nay tình trạng này, Mặc dù tông môn giao đấu không cấm sinh tử chém giết, nhưng ngươi lần này quá mức để vi sư thất vọng, vi sư phạt ngươi diện bích hối lỗi trăm năm, tính tâm luyện hóa bản thân tâm ma, ngươi, phục sao? Cổ Phong nhìn về phía Lâm Lược, mở miệng, "Sư tôn, nhị sư đệ làm như thế, khẳng định đem cừu hận chôn giấu ở trong lòng thật lâu, còn mời sư tôn sẽ khoan hồng xử lý." Đại hùng căn bản không biết đây hết thảy là chuyện gì xảy ra, lập tức đứng ra nói ra, "Sư tôn, vượt qua nhị sư huynh lần này đi." tiểu man đầu cũng là lập tức đứng ra hai người thần sắc sốt ruột nhìn lấy đại hùng cùng tiểu man đầu bộ dáng như vậy cho dù là độc cô mạc bên trên cũng là mất đi hoài nghi hắn biết đại hùng chất phác tiểu man đầu tâm tính đơn thuần hai cái này đệ tử không có khả năng cố ý làm ra cử động như vậy đại sư huynh tiểu sư đệ không cần phải nói là ta cô phụ sư tôn kỳ vọng lâm lượng vừa nói lại là nhìn về phía cổ phong bất quá khẩn cầu sư tôn để cho ta tham gia xong lần này tông môn thi đấu thôi vi sư đáp ứng ngươi, bất quá lần này thi đấu bên trong, ngươi như lại hạ sát thủ, vi sư đối với ngươi định trảm không buông tha. Cổ phong lúc này thanh âm lăng lệ mở miệng, là, sư tôn, lâm lượng lập tức gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Nhìn thấy cảnh này, đám người cảm thán, cái này lâm phong dạy bảo đệ tử, quả nhiên là không an phận rõ ràng, kỳ thật cái này quy tắc bên trong không phải không để giết người, hoàn toàn không tất nhiên như thế trách cứ đệ tử mình, huống chi là có đại thù mang theo bên trên. Giờ phút này Cổ Phong nhìn về phía Độc Cô Mạc bên trên mở miệng, "Nhị sư huynh, dạy bảo vô phương, là sư đệ ta sai lầm, ngày khác định đến nhà xin lỗi." "Thôi, sư đệ, việc này cũng không trách ngươi, thì phi ân oán, ai có thể nói rõ được, ngươi không làm gì sai." Độc Cô Mạc bên trên cảm thán một câu, hắn giờ phút này là thật tìm không ra lý do đến trách tội Cổ Phong. Lâm Lượng một mặt tịch mịch ngoan ngoãn đứng ở Cổ Phong bên cạnh, dạng như vậy như là ném hồn vậy. Cũng tại lúc này cổ phong bên tai lâm lượng truyền âm vang lên. Thế nào, sư tôn ta diễn kỹ không tệ chứ? Ngươi tiểu tử, vi sư cho là ngươi là thật cùng người kia có cửu oán đâu. Hắc hắc, sư tôn để cho ta giết nàng, tự nhiên có sư tôn đạo lý, ta nghĩ nếu như tùy tiện giết người, sợ rằng sẽ cho sư tôn mang đến phiền phức, chính là diễn tuồng này, bất quá vẫn là sư tôn nhạy bén, trực tiếp chính là phối hợp ta diễn tiếp. Người tiểu tử không đi làm con hát thực sự là đáng tiếc. Hắc hắc, nơi đó có thể so sánh đến thượng sư tôn, Đồ nhi cái này đều là năm đó tại bên đường ăn xin thời điểm luyện thành bản lĩnh, thật nhiều năm không cần đều không thạo, sư tôn, đồ nhi vừa rồi chẳng qua lung tung ngôn ngữ, cái kia trách phạt sự tình. Diện bích hối lỗi trăm năm, nhưng ngươi cái này trăm năm bên trong tu luyện các loại võ kỹ cấp cao. Đa tạ sư tôn, chương 813, cái thứ năm, cổ phong trong lòng không khỏi cảm thán, cái này lâm lượng tâm tư thật sự đủ nhạy bén, nếu như đổi lại đại hùng cùng tiểu man đầu, cũng có thể nghe theo cổ phong phân phó giết người, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào làm ra hoàn mỹ như vậy diễn dịch lừa gạt qua tất cả người ánh mắt mà như thế lại chảm giết một người ung châu bên kia vẻn vẹn vẻn vẹn, vẹn còn lại tuyệt tình công chúa liễu lão mai lão cùng cái kia ung minh một màn này cũng rơi vào quân trường nghinh trong mắt lại chết một cái oba askikde quân trường nghinh nhìn lấy cổ phong ánh mắt biến hóa từ khi hắn cái này lâm sư đệ thức tỉnh đến nay tông môn người chết giống như liền càng ngày càng nhiều bất quá đây hết thảy đều có tuyệt đối lý do chính đáng, nhưng trong lòng của hắn, nhưng dù sao có loại bất an. Đấu vòng loại tiến hành rất nhanh, các tiểu tổ ngự không cảnh thiên kiêu đều thể hiện ra khủng bố chiến lực. Cơ bản bên trên những cái này thiên kiêu đều là một đường quét ngang, cường thế nghiền ép. Số 3 lôi đài, Lâm Hùng con hàng này thật là một cái biến thái A. Quá mạnh, hắn một quyền đối thủ liền bị đánh bay. Ngự không tiểu viên mãn chiến lực, lần này đệ tử giao đấu cái này Lâm Hùng chỉ sợ có thể tiến ba vị trí đầu ánh mắt mọi người đều là hướng phía Lâm Hùng nhìn lại. Lâm Hùng cường hoành, bây giờ đã trải qua xâm nhập lòng người. Bây giờ hắn đã trải qua thắng liên tiếp 8 trận, lại thắng cuối cùng này một trận, cái này tiểu tổ hắn liền là có thể ra biên. Đệ thất phong Lâm Hùng chiến đệ tam phong Tần Minh, trọng tài lão giả mở miệng, lúc này, Lâm Hùng cùng Tần Minh riêng phần mình đi lên lôi đài. Cái này Tần Minh tu vi, cũng là không cao, chỉ có linh mạch tiểu viên mãn. Giờ khắc này, dưới lôi đài, cổ phong ánh mắt tụ vào mà đến, đơn giản là cái này tần minh thể nội, chính là cái kia ung châu hóa thân cảnh võ giả ung minh nguyên thần. Ung châu bây giờ còn còn lại bốn người, tuyệt tình công chúa, liễu lão, mai lão, còn có chính là cái này tần minh. Trong bốn người, tần minh thực lực yếu nhất, bây giờ có cơ hội, tự nhiên muốn trước đem hắn chém giết. Cái này tần minh là đệ tam phong người, lúc đầu chỉ là một phổ thông đệ tử, một năm qua này một mực đi ra ngoài lịch luyện, gần nhất vừa mới trở lại đệ tam phong, Lương Vân Hoành cũng là ở nơi này tông môn đại điển thời điểm mới phát hiện hắn thân phận, như thế vẫn không có cơ hội động thủ với hắn. Mà Tần Minh mặc dù vốn là phổ thông đệ tử, mặc dù trong cơ thể ung minh ký ức không có thức tỉnh, nhưng dù sao có ung minh nguyên thần tại trong cơ thể, một năm qua này, tu vi tăng lên cũng không phải ít. Cổ phong đáy mắt hiện lên vẻ suy tư, trước đó lâm lượng giết ung diệu nhi, bởi vì lâm lượng nhạy bén, lập tức muốn ra lý do thoái thác, bản thân thêm bên trên phối hợp, để độc cô mạc bên trên cũng không cách nào hoài nghi. Cái này Tần Minh là tư mã viêm người, Lâm Hùng bản tính chất phác, có thể nói hắn so Lâm Lượng muốn thiện lương rất nhiều, còn nữa diễn kịch một lần có thể, lần thứ hai liền muốn bị người hoài nghi, đem cái này Tần Minh giết, chỉ sợ. Cũng tại lúc này, nơi xa lương vân hoành truyền âm tại cổ phong vang lên bên tai. Đế tử đại nhân, việc này ta đã an bài tốt, chàng tỷ đấu này về sau, ta sẽ... Lương Vân Hoành đem hắn an bài đối với cổ phong kể lại một phen. Cổ phong nghe nói, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, không nghĩ tới Lương Vân Hoành hiệu suất làm việc cao như vậy. Bất quá lập tức cổ phong nhãn châu xoay động, truyền âm cho Lương Vân Hoành mở miệng, nếu như có thể, lúc này đem chém giết, về phần lý do thoái thác, người cứ như vậy. Cổ phong lại là bàn giao Lương Vân Hoành một phen, trong lòng xem như triệt để yên lòng. Giao đấu bắt đầu, trọng tài lão giả lời nói rơi xuống, lôi đài bên trên, hai người chính là khai chiến. Tần Minh không nói hai lời, xuất thủ trước, hắn biết thực lực mình không bằng Lâm Hùng, chính là muốn tập kích, lấy nhanh thủ thắng. Mà hắn phóng tới Lâm Hùng đồng thời, Lâm Hùng không chút do dự, nâng lên một quyền, hung hăng hướng phía phía trước ném ra. Một quyền này phía dưới, hồn vụ cuồn cuộn, hóa thành khủng bố khí lãng, cái kia tần minh trực tiếp chính là bị một quyền oanh xuống lôi đài. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người không có cái gì kinh ngạc, cái này thắng bại sớm đã trong dự liệu. Từ mã viêm nhìn lấy bản thân phong bên trong đệ tử bị thua, mang theo bất đắc dĩ, lần này đệ thất phong thực lực thật sự rất mạnh mà cũng tại lúc này một bóng người phi thiên mà đến người đến chính là lương vân hoành lương vân hoành bên người còn có mấy cái phổ thông đệ tử hắn bên trong một cái đệ tử bình thường trực tiếp chỉ hướng tần minh mở miệng trưởng lão chính là hắn là hắn cấu kết thần huyệt tông người cấu kết thần huyệt tông lại là gian tế trong lòng mọi người kinh ngạc mấy ngày trước đây mới phát hiện diêu trưởng lão là thú thần tông gian tế chuyện này làm sao lại phát hiện một cái đệ tử bình thường cũng là gian tế triệu đức người đang nói bậy bạ gì đó tần minh lúc này sắc mặt đại biến mở miệng tên kia vì triệu đức đệ tử lại là mở miệng ha ha tần minh đừng giả bộ lần này ngươi đi ra ngoài lịch luyện tại bắc hoành sơn ngươi nhưng lại không biết chúng ta mấy người cũng là trùng hợp đi ngang qua ngươi sở tác sở vi chúng ta đều thấy ở trong mắt ngươi còn muốn giấu giếm sao mọi người tại đây nghe nói tập thể biến sắc tư mã viêm sắc mặt càng là băng lạnh môn hạ của chính mình đệ tử xuất hiện gian tế cái này khiến hắn nổi giận đồng thời mặt mũi cũng không cách nào đi qua. Lúc này tư mã viêm đối với Lương Vân Hoành mở miệng, vân trưởng lão, việc này, người có thể xác định. Phong chủ đại nhân, ta tự nhiên xác định, hôm nay chỉ cần đem siêu hồn một phen, tất cả liền có thể chân tướng rõ ràng. Lương Vân Hoành lúc này mở miệng nói ra, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ đến. Bất kể là đệ tử hay là trưởng lão, hoặc là rất nhiều phong chủ. Tất cả mọi người muốn nhìn kết quả, quân trường nghênh sắc mặt, cũng là mang theo lạnh ý. Bên người, niệm tình đã trải qua rất sớm đánh bại cùng tổ những người khác tấn cấp, giờ phút này cũng là nhìn qua. Cái này nhân thân bên trên, làm sao có loại quen thuộc khí tức. Niệm tình nhìn lấy tần minh, trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ diệu, mà lập tức nàng cảm giác đầu lại là truyền đến trận trận đau nhức ý. Tốt, người siêu hồn đi, tư mã viêm mở miệng, lương vân hoành không nói hai lời trực tiếp một trường đè lại tần minh đầu, lập tức thần niệm trực tiếp chui vào hắn trong óc. Cái này siêu hồn biện pháp, tự nhiên là cổ phong an bài. Hôm nay muốn thiên y vô phùng giết cái này ung minh, nhất định phải dùng biện pháp cũ, kích thích tần minh thể nội ung minh nguyên thần, để cho ký ức thức tỉnh, theo ký ức thức tỉnh khủng bố hồn lực bộc phát, cho đại gia một loại hắn muốn tự bạo nguyên thần giả tượng, lúc này thừa cơ đem chém giết. Lương Vân Hoành thần niệm tiến vào ung minh nê hoàn cung trong, trực tiếp đâm vào hắn nguyên thần bên trong. Lúc này, ung minh ký ức thức tỉnh, ta là, ung minh trong nháy mắt chừng to mắt, hắn là ung châu người, Đường đường hóa thân đại viên mãn cường giả. Cũng tại lúc này, một cỗ cực kỳ khủng bố thần hồn lực lượng từ ung minh thể nội bộc phát ra. Đồng thời, một cỗ thuộc về hóa thân cảnh khí tức tản ra. Lương Vân Hoành ánh mắt biến đổi, hắn không có cổ phong lực khống chế mạnh như vậy, cổ phong trước đó kích thích đào lão nguyên thần, nhưng không có để cho tản mát ra tu vi chân chính khí tức, mà giờ khắc này, ung minh nguyên thần tu vi khí tức tiết lộ. Trong lúc nhất thời, Lương Vân Hoành có chút hoảng, hóa thân cảnh khí tức nơi xa cổ phong gặp tình hình, lúc này hét lớn, người này quả nhiên là gian tế, chỉ sợ lúc đầu tần minh đã sớm bị người đoạt xá. chương 814, Bi Thanh Nhiên, mọi người tại đây, ánh mắt đại biến, giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người, toàn bộ đều tán đồng cái này tần minh là gian tế cách nói. Nếu không phải là gian tế, hắn không được qua một cái đệ tử bình thường. Như thế nào bộc phát hóa thân cảnh khí tức Duy nhất khả năng Chính là ngoại tông người Đoạt xá cái này tần minh nhục thân đồng thời lấy tần minh thân phận sinh hoạt tại cái này trong tông môn. Vân trưởng lão nguy hiểm, hắn muốn tự bạo nguyên thần, mau ra tay. Giờ khắc này, cổ phong ánh mắt biến hóa, lần nữa giống to. Ung minh ký ức thức tỉnh, cũng không phải là một thoáng liền hoàn toàn thức tỉnh, cái này cần một cái quá trình, cần đem tất cả ký ức đều muốn lên, mà theo quá trình này, kỳ thần hồn lực lượng đem bộc phát đến càng ngày càng mạnh. Hắn bây giờ triển lộ ra khí tức, là sơ nhập hóa thân cảnh, mà nếu như ký ức hoàn toàn thức tỉnh, hắn khí tức sẽ đạt tới hóa thân đại viên mãn. Mà theo kỳ thần hồn lực lượng không ngừng tiêu thăng, cũng là cho đại gia một loại hắn muốn tự bạo giả tưởng. Đây hết thảy, lại là này sao hợp tình lý. Một cái ngoại tông gian tế, tại tông môn bị phát hiện, hắn tự nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ, mà biết bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng biết kéo mấy cái đệm lưng, cái này tự bạo, hoàn toàn hợp lý. Chết, giờ phút này, Lương Vân Hoành không nói hai lời, hung hăng một trưởng vỗ tại tần minh đầu bên trên. Oanh, giờ khắc này thuộc về ung minh ký ức đã trải qua thức tỉnh hơn phân nửa nhưng mà tất cả đều muộn ung minh nguyên thần sụp đổ tại tính mạng hắn thời khắc cuối cùng hắn ký ức thật triệt để thức tỉnh mà ánh mắt của hắn trùng hợp nhìn thấy niệm tình vị trí tính mạng hắn cuối cùng hắn phát ra một đạo truyền âm công chúa cái này truyền âm tại niệm tình vang lên bên tai niệm tình thân thể lúc này chấn động ánh mắt kịch liệt biến hóa cố khí thức này quen thuộc quá quen thuộc hắn giống như gọi ung minh ta, ta không phải niệm tình, ta là nàng trong đầu bỗng nhiên tiếng oanh minh vang lên. a, à, niệm tình một tiếng gào thét hai tay che bản thân não hải cuồn cuộn ký ức tại hắn trong óc xuất hiện nhớ tới tất cả đều nhớ tới. ta là tuyệt tình công chúa, ta là ung châu công chúa. lần này ta tới hồn quy lâm là tới tìm kiếm tạo hóa. ta vốn muốn đem lương châu người đều chém giết, cái kia lương châu người đầu lĩnh là hắc lăng hắn niệm tình ánh mắt kịch liệt biến hóa bất quá ở tại ký ức thức tỉnh đồng thời, nàng còn bảo trì mấy phần lý trí, nàng cưỡng ép đem bản thân ký ức thức tỉnh khí thức che lấp lại đi. Người ở bên ngoài xem ra, nàng chính là đột nhiên có chút dị thường, nhưng cảm giác không thấy kỳ thần hồn khí hơi thở biến hóa. Tình nhi, người làm sao? Một bên, quân trường ninh, ân cần nói, không có gì sư tôn, đau đầu bệnh cũ, lại phạm, đã trải qua tốt. Tuyệt tình công chúa giờ phút này sắc mặt mang theo vài phần trắng bệch, mở miệng. Từ niệm tình trong trí nhớ, tuyệt tình công chúa biết, niệm tình có cái bệnh cũ, dù sao cũng là đau đầu, bây giờ cái này vừa vặn làm mượn cớ. Không có việc gì liền tốt, quân trường nghinh hô dài khẩu khí, bản thân đồ nhi bệnh nhức đầu này không phải một ngày hai ngày, hắn trước kia cũng đã kiểm tra, bất quá cũng tìm không ra nguyên nhân, đồng thời bệnh này cũng không có cái gì quá lớn ảnh hưởng, lập tức hội bản thân tốt. Giờ phút này, niệm tình đáy mắt ánh mắt, triệt để biến. Ung minh, nàng ánh mắt, rơi vào cái kia dưới lôi đài, băng lãnh thi thể bên trên. Nàng không nghĩ tới, ung minh thay thế thân phận tần minh, lại là một tên gian tế, có thể nói cái này ung minh chết cũng quá không may. Không đúng, đợi một chút, giờ khắc này, niệm tình ánh mắt đột nhiên biến đổi. Nàng một thoáng chính là muốn lên, bản thân có thể lại tới đây nắm giữ một cái thân phận mới, chỉ sợ những người khác cũng có thể, lương châu người. Lương Vân Hoành, nàng ánh mắt, trực tiếp rơi ở một bên, cái kia Lương Vân Hoành thân bên trên. Lập tức, nàng ánh mắt lại là hướng phía một bên dưới lôi đài nhìn lại, này khí tức, hắn là Hắc Lăng, thì ra là thế, Hắc Lăng người coi thật hảo thủ đoạn. Lấy tuyệt tình công chúa tâm trí, trước sau suy nghĩ phía dưới, tất cả chính là trong nháy mắt rõ ràng. Hiển nhiên cái này Hắc Lăng cùng Lương Vân Hoành ký ức, trước nàng một bước thức tỉnh, nhưng sau hai người chính là ra tay. Đợi một chút, Tuyệt Tình công chúa rất nhanh, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người tại chỗ. Chỉ có Liếu lão cùng Mai lão, những người khác, Tuyệt Tình công chúa sắc mặt, triệt để âm trầm, nàng phát hiện Ung Châu phương này vẹn 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 còn lại hai người, mà Lương Châu bên kia tám người lại là tất cả đều tại. Hôm nay là tông môn đại điển, sẽ không có người không trình diện, đây cũng chính là nói, Ung Châu bên này những người khác cũng đã chết ở Hắc Lăng trong tay. Hắc Lăng, tuyệt tình công chúa giờ phút này trong lòng đối với Cổ Phong hận ý đã trải qua đạt đến cực hạn. Trong mọi người, chỉ có Hắc Lăng cùng ta địa vị cao nhất, hắn vì đệ thất phong phong chủ, mà ta là thánh nữ. Hắn không hiếu động ta, mà ta cũng không dễ động đến hắn bất quá những người khác, lại đều tốt chém giết, hắc lăng, người điên rồi, ta cũng đem ác hơn. Tuyệt tình công chúa đáy mắt hiện lên vẻ băng lãnh, rất mau đem khí thức hoàn toàn thu liễm. Giờ khắc này, nàng khoảng cách cổ phong rất xa, đồng thời cổ phong lực chú ý, lại toàn bộ đều tập trung ở cái kia ung minh thân bên trên, như thế cổ phong cũng không có phát giác được tuyệt tình công chúa ký ức thức tỉnh. Bên này cổ phong trong lòng hô dài khẩu khí, mặc dù quá trình này có chút biến hóa, nhưng kết quả là tốt, lại một cái ung châu người, bị chém giết. Bây giờ Ung Châu liền chỉ còn lại Liễu Lão, Mai Lão cùng tuyệt tình công chúa ba người. Lần này, Lương Châu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Giờ phút này, từ mã viêm nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở miệng nói ra, những cái này ngoại tông gian tế, đều là giống nhau, thân phận một khi bại lộ, liền chọn tự bảo. Thuộc hạ vô năng, Lương Vân Hoành lập tức một mặt vẻ ái náy, mở miệng. Vân trưởng lão, người đã trải qua hết sức, lần này mặc dù không có thành công siêu hồn đạt được càng nhiều tin tức, nhưng ngươi vì ta phong trảm trừ như thế một cái u ác tính, cũng là một cái công lớn." Từ Mã Viêm vui mừng mở miệng nói ra, Lương Vân Hoành bên này, trong lòng thế nhưng là thở phào một hơi, lúc ấy hắn có chút hoảng, nếu không có Cổ Phong kịp thời ứng biến, không chừng còn sẽ xuất hiện những biến cố khác. Lại người chết, hôm nay người chết, thật đúng là nhiều a." À. Quân Trường nghênh mở miệng, đáy mắt ánh mắt biến hóa, không khỏi ánh mắt của hắn rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Giống như từ khi chính mình cái này sư đệ thức tỉnh đến nay, tông môn chính là phát sinh rất nhiều chuyện. Người khang sư huynh, ngươi thấy thế nào? Vụ lão tổ nhìn về phía tỏa lão tổ, mở miệng. Tỏa lão tổ bản danh, vì người khang, ngày bình thường bọn hắn sư huynh đệ rất ít xưng hô riêng phần mình danh tự, nhưng một khi xưng hô danh tự ngôn ngữ, đã nói bọn hắn nói chuyện, rất nghiêm túc. Nửa đêm, chớ suy nghĩ quá nhiều, mặc dù ta nhìn không ra người này là không là gian tế, nhưng này thể nội nguyên thần là nguyên thần cảnh không sai, hắn cũng là bị đoạt xá không sai. Tỏa lão tổ đối với Vụ lão tổ mở miệng nói ra. Vụ lão tổ bản danh, vì nửa đêm, lập tức hai người đều nhìn về phía Bi lão tổ. Vụ lão tổ lập tức lại là mở miệng, rõ ràng nhưng sư tỷ, người có thể nhìn ra kỳ quặc. Bi lão tổ thế tục danh tự, vô cùng dễ nghe, Bi Thanh Nhiên. Chương 815, Tỏa hồn kiếm, bất quá ngày bình thường, danh tự, Vụ lão tổ cùng Tỏa lão tổ cũng từ trước tới giờ không sẽ để cho, chỉ có bọn hắn nhận làm trọng yếu thời điểm mới có thể gọi. Tiếp tục xem tiếp Bi thanh nhiên mở miệng, tại nàng thế giới bên trong, có vô tận bi thương. Nàng không biết cái này bi thương đến từ đâu, nhưng nàng có thể cảm giác, đời này bên trên chưa bao giờ có người, hội cũng giống như mình bi thương. Trước mắt cái này sinh tử, ở trong mắt nàng, mười phần bình thường, làm người bi thương đạt tới độ cao nhất định thời điểm, cái kia sinh mệnh đều sớm đã coi nhẹ. Bi thanh nhiên ánh mắt rơi vào cổ phong thân bên trên, nàng không tự giác, liền muốn nhìn hắn, cái loại cảm giác này, rất kỳ diệu, cổ phong thân bên trên cho nàng cảm giác rất quen thuộc bi thanh nhiên giờ phút này có loại ảo giác bản thân tất cả bi thương căn nguyên tựa như đều đến từ người này đồng dạng ung minh thi thể bị mang xuống thấy cảnh này lương vân hoành trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ bản thân hôm nay chỉ là chảm giết một người đã là như thế hung hiểm kém chút bại lộ có thể tưởng tượng đế tử đại nhân trước đó chém giết nhiều người như vậy là trải qua như thế nào hung hiểm lần này Lương Vân Hoành tại tông môn đại điển phát hiện cái này ung minh thân phận về sau, chính là bắt đầu an bài. Trùng hợp cái này ung minh trước đó đi ra ngoài lịch luyện, cho Lương Vân Hoành cho hắn khép vào tội danh cơ biết, về phần cái kia chỉ chứng đệ tử, Lương Vân Hoành đã trải qua đoạt bọn hắn hồn huyết, những người này dựa theo Lương Vân Hoành cáo chi mở miệng, tuyệt đối không có phản bội Lương Vân Hoành khả năng. Giao đấu, vẫn là muốn tiếp tục, người tiểu tổ, riêng phần mình một người, đều ra biên. Mà làm người ta kinh ngạc nhất, là đệ thất phong. Cái này trong 10 người, đệ thất phong, vậy mà chiếm cứ lấy trọn vẹn ba người. Lâm Hùng, Lâm Lượng, Lâm Mãn đều ở trong đó. Cái khác sáu phong, riêng phần mình truyền thừa đệ tử tấn cấp, thêm bên trên tuyệt tình công chúa, chính là 10 người. 10 người này, rất nhanh bắt đầu rút thăm. 10 người, năm đôi năm, lập tức thắng được 5 người, tiến vào vòng tiếp theo. Rút thăm kết thúc, năm tổ quyết đấu phân biệt là Đệ nhất phong độc cô kiếm, đối chiến, đệ thất phong Lâm Hùng. Đệ nhị phong tiếu bao, đối chiến, đệ tứ phong Trần Lãng. Đệ tam phong Tư Mã Không, đối chiến, đệ thất phong Lâm Lượng. Đệ ngũ phong Vương Khai Phó, đối chiến, đệ thất phong Lâm Mãn. Đệ lục phong Triệu Vũ Thành, đối chiến, thánh nữ Niệm Tình. Mà trận chiến đầu tiên, chính là độc cô kiếm đối chiến Lâm Hùng. Độc cô kiếm thực lực mạnh mẽ, tu vi ngự không đại viên mãn, nguyên bản tại trong tông môn, tu vi cùng Niệm Tình một dạng, vẻn vẹn chiến lực so Niệm Tình kém một chút, được vinh dự là tông môn duy nhất có thể lấy cùng niệm tình sánh ngang thiên kiêu, mà bây giờ niệm tình tiến vào thần niệm cảnh, thực lực trực tiếp đem độc cô kiếm hất ra. Nhưng độc cô kiếm cũng là được vinh dự tông môn thế hệ tuổi trẻ người thứ hai. Mặc dù Lâm Hùng bây giờ thực lực rất mạnh, nhưng là ngự không tiểu viên mãn, sau so độc cô kiếm thấp một cảnh giới, không có người cho rằng trận này Lâm Hùng có thể thắng lợi. Lôi đài bên trên, độc cô kiếm cùng Lâm Hùng đã trải qua đối lập mà xem. Lâm Hùng như cũng làm cho người ta cảm thấy chất phác hình tượng. Mà độc cô kiếm, cả người thật sự như một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng giạc, đứng ở nơi đó, chính là mang theo một cỗ cường đại tự tin. Cái kia khán đài bên trên, độc cô mạc bên trên, mở miệng cười nhạt, kiếm nhi, xuất thủ muốn điểm đến là rừng, ta với người lâm sư thúc là bạn tốt nhiều năm, không cần thiết tổn thương giữa hai ngọn núi hòa khí. Phụ thân, hài nhi minh bạch, tất nhiên sẽ thủ hạ lưu tình, điểm đến là rừng. Độc cô kiếm nghe xong, lúc này tự tin mở miệng, Cổ phong nơi này lúc này đối với độc cô mạc bên trên cười nói, vậy liền đa tạ độc cô sư huynh. Nơi đó, nơi đó, độc cô mạc lần trước khác mang theo ngạo nghễ. Trước đó tế bái lão tổ bị cổ phong áp một đầu, lần này hắn đã có hoàn toàn chắc chắn, hắn bản thân nhi tử thực lực hắn tự nhiên biết, tại đồng bậc đều hiếm có đối thủ, huống chi là đối với bên trên so bản thân thấp một cái tiểu cảnh giới lâm hùng. Mà giờ khắc này, đã thấy lâm hùng, nhìn về phía cổ phong, hàm thanh khờ khí nói, sư tôn, độc cô kiếm thế nhưng là rất lợi hại, ta có thể ra tay toàn lực sao? đại gia trong nháy mắt đều sướng sờ người ra độc cô kiếm nói như vậy là có thực lực tuyệt đối a người đây là cho rằng bản thân có thể thắng ha ha đương nhiên tôn trọng đối thủ liền phải toàn lực ứng phó, bất quá ghi nhớ cũng không thể đả thương người ra tính mệnh cổ phong lúc này nghiêm trang nói ra tất cả mọi người lộn xộn cái này lâm phong nơi nào đến tự tin a sư tôn đồ nhi biết lâm hùng lúc này gật gật đầu lập tức nhìn về phía độc cô kiếm nghiêm mặt mở miệng độc cô kiếm ta sẽ không trọng thương ngươi ngươi yên tâm đi ha ha độc cô kiếm nghe xong một trận cười điên cuồng lập tức nói ra trọng thương ta ha ha lâm hùng ngươi không phải đầu óc hỏng đi đã ngươi tự tin như vậy ta liền để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng lời nói rơi xuống độc cô kiếm nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm lập tức hắn phất tay một mảnh hồn vụ trong nháy mắt hiển hiện lúc này quát lớn hồn kiếm hiện Lời nói này ở giữa, một mảnh kia hồn vụ, lúc này trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một chuôi ngưng thực hồn kiếm. Độc cô kiếm trực tiếp đem hồn kiếm nắm chặt trong tay, hướng phía Lâm Hùng chính là một bổ. Hô, một kiếm này phía dưới, cuồng phong gào thét, cái kia hồn kiếm đúng là đón gió mà lớn dần trong nháy mắt hóa thành 10 trượng cự kiếm, hướng phía Lâm Hùng hung hăng bổ tới. Phá, Lâm Hùng mở miệng, một quyền trực tiếp oanh sát mà ra. Lần này, khủng bố quyền kình mang theo một trận khí lãng điên cuồng xung kích ra tại muôn người chú ý phía dưới cái kia hồn kiếm đúng là trực tiếp sụp đổ bất quá lâm hùng một quyền này uy thế cũng là tiêu tán một kích phía dưới hai người vậy mà tương xứng mọi người tại đây nhìn thấy cảnh này đều là sững sờ cái này lâm hùng như thế mạnh hắn nhục thân lực lượng vậy mà đều có thể ngạnh kháng hồn kiếm sao đây cũng quá khủng bố đi gia hỏa này liền là một hình người man thú a trong lúc nhất thời đám người nhao nhao cảm thán mở miệng những cái kia trước đó cho rằng lâm hùng ổn bại người đều cũng có chút dao động. Độc cô mạc bên trên cái kia nụ cười trên mặt, hơi có chút ngưng kết, lúc này mở miệng, kiếm nhi, vi phụ như ngươi điểm đến là rừng, không để cho ngươi khiêm nhượng đối thủ, xuất ra ngươi chiến lược đến. Là, phụ thân, độc cô kiếm mở miệng, lập tức nhìn về phía Lâm Hùng, nói ra, Lâm Hùng, người quả nhiên không sai, ta lại nhìn ngươi lần này, như thế nào cản, tỏa hồn kiếm. Lời nói phía dưới, cái kia hồn vụ lần nữa ngưng tụ, hóa thành hồn kiếm. Bất quá lần này, cái này hồn kiếm bên trên, quấn quanh một đầu hồn tỏa. Tiếp theo, độc cô kiếm bỗng nhiên hất lên, cái kia hồn tỏa gào thét mà ra, phía trước hồn kiếm hướng thẳng đến Lâm Hùng đánh tới. Siêu, hồn kiếm gào thét mà tới, Lâm Hùng không nói hai lời, lại đấm một quyền oanh ra. Mà lần này, chỉ thấy cái kia hồn kiếm vậy mà bỗng nhiên chuyển biến, tránh thoát Lâm Hùng một quyền này. Lần này, lao tới Lâm Hùng cánh tay, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Ha ha, ta đây tỏa hồn kiếm, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Độc cô kiếm cười lạnh mở miệng, hắn lấy hồn tỏa điều khiển hồn kiếm, như thế hồn kiếm có thể tùy ý cải biến phương hướng, tùy ý để hắn khống chế, cực kỳ linh sinh sống, lâm hùng man lực căn bản là dùng không được bên trên. Siêu siêu siêu, liên tục mấy lần, lâm hùng nắm đấm đều là đánh hụt, mà hắn vết thương trên người nhiều lên. chương 816, huynh đệ đánh nhau, mọi người thấy cảnh này, không khỏi cảm thán, cái này lâm hùng hẳn là muốn bại. Nhìn thấy cảnh này, độc cô mạc bên trên, trong lòng mừng thầm, nhìn về phía cổ phong cười nói, tiểu sư đệ, cái này thắng bại, có thể chẳng mấy chốc sẽ phân. Cổ phong gặp tình hình, lại là mỉm cười, nhìn về phía Lâm Hùng mở miệng, đại hùng, không cần lưu thủ. Cái gì, Lâm Hùng còn lưu thủ, đại gia nghe nói lời này, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Độc cô mạc phía trên sắc, cũng phải biến đổi, là, sư tôn, đại hùng mở miệng, lập tức hắn nạp giới bên trên hào quang lóe lên. Rất nhanh, một đầu hồn tỏa chính là bay ra, cái này hồn tỏa trực tiếp quấn quanh ở kỳ hữu cánh tay bên trên. Hồn tỏa thông linh quyền, đại hùng mở miệng, trong nháy mắt kỳ hữu cánh tay trong nháy mắt thô to vài vòng, trở nên như thủy thùng phẩm chất, hắn hướng phía phía trước hư không bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh, một quyền này phía dưới, đánh ra không khí nổ đùng thanh âm. Một người vô cùng to lớn hồn lực quyền ảnh trực tiếp gào thét mà ra. Cái này hồn lực quyền ảnh đường kính biến hóa chừng 10 trượng, lần này xông ra mang theo khí tức khủng bố. Tất cả mọi người là nhìn minh bạch Lâm Hùng một đường, Lâm Hùng không định ứng phó cái kia hồn kiếm, mà là phải trực tiếp một quyền đem độc cô kiếm oanh xuống lôi đài. Cái kia hồn lực quyền ảnh ẩn chứa khí tức, cơ bản bên trên đã trải qua có thể so với ngự không đại viên mãn. Đáng chết, độc cô kiếm nhìn thấy cảnh này, hai tay hợp nhất, lúc này quát lớn, linh quỷ, ra. Một cái lục nhãn linh quỷ vọt thẳng ra, lập tức cái này lục nhãn linh quỷ đúng là bay thẳng lên, tại bầu trời cực tốc xoay tròn, cái này tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, đúng là nhấc lên nhất trận cuồng phong, vô biên hồn vụ hội tụ đi theo xoay tròn. Hóa là một cái to lớn hồn vụ vòng xoáy, cái kia bay ra hồn kiếm bay trở về, dung nhập vòng xoáy này bên trong. Theo vòng xoáy lực xoáy dung nhập hồn kiếm, trong chớp nhoáng này vô cùng khí thức khủng bố từ hồn kiếm bên trên, bộc phát ra. Độc cô kiếm, lúc này liền là một tiếng quát lớn, đây là ta thủ đoạn mạnh nhất, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, linh quỷ kiếm quyết, giết. Lúc này vòng xoáy kia vần quanh hồn kiếm, hướng thẳng đến lâm hùng đánh tới. Oanh, vòng xoáy vần quanh hồn kiếm trực tiếp phá vỡ cái kia to lớn quyền ảnh, mặc dù khí thế yếu bớt bốn thành, nhưng muốn thắng này trận giao đấu, lại là không khó. Độc Cô Mạc bên trên nụ cười trên mặt hiển hiện, sư đệ, lần này, người cái kia đổ như thế nhưng là bại. Vậy nhưng chưa hẳn, Cổ Phong nhạt nói, lập tức nói, ra tay toàn lực đi. A, à, Lâm Hùng trong nháy mắt, một tiếng quát lớn, lúc này, hắn thân bên trên vô số cổ lão đường vân nổi lên. Cái này phần đông cổ lão đường vân bên trên quang mang chấp nhấp nháy. Lập tức, tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, Lâm Hùng thân thể trong nháy mắt cự đại hóa. Hắn đúng là trực tiếp biến thành ba trượng độ cao cự nhân. Tất cả mọi người là có thể cảm giác được, giờ khác này Lâm Hùng thân thể bên trên, tản ra thuộc về ngự không đại viên mãn khí thức cường giả. Ngự không đại viên mãn, nguyên lai, like, cái này Lâm Hùng cho tới nay đều không có ra tay toàn lực A. Trong lòng mọi người rung động không thôi một chút đã từng tiến đến vạn quỷ cốc bái sư đệ tử, giờ phút này trong óc, đột nhiên nghĩ tới năm đó một quyền kia đánh chết mãnh hổ dã nhân. Phá, Lâm Hùng đấm ra một quyền, tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, vòng xoáy kia hồn kiếm từng khúc sụp đổ ra. Cuối cùng, triệt để tiêu tán. Phốc, độc cô kiếm nơi này, trong miệng máu tươi cuồng bắn ra. Trong mắt của hắn, tràn đầy vẻ khó tin, kinh thanh mở miệng, làm sao có thể? Đám người chỉ thấy, cái này Lâm Hùng nắm đấm bên trên Vẹn vẹn phá trúc ra, cả người hắn tản ra khí tức khủng bố. Nghiền FA, cái này cơ bản bên trên chính là 10 phần nghiền FA. Nếu như Lâm Hùng ngay từ đầu chính là khủng bố như vậy dã hình dạng người, cái này thắng bại chỉ sợ sớm đã phân. Ta bại, độc cô kiếm thở dài mở miệng, hắn thủ đoạn mạnh nhất đều thi triển, hôm nay đã trải qua đem hết toàn lực. Đệ thất phong, Lâm Hùng thắng, tiến vào năm mạnh. Trọng tài lão giả mở miệng, đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh. Trong lúc nhất thời, đệ thất phong bên này mọi người điên cuồng gào thét. Mọi người tại đây, đều cảm thán, ai có thể nghĩ tới, tông môn thế hệ tuổi trẻ người thứ hai, độc cô kiếm vậy mà như vậy bị đánh bại. Quân trường ninh nơi này, trong mắt cũng là mang theo vẻ kinh ngạc, lập tức mở miệng cười, không nghĩ tới, tiểu sư đệ càng đem đệ tử dạy dỗ đến như thế độ cao, cái kia độc cô kiếm vốn cũng là bất phàm, tình nhi, cái này lâm hùng sợ rằng sẽ là người địch thủ lớn nhất. Sư tôn yên tâm, người này, tình nhi có nắm chắc đánh bại, tuyệt tình công chúa mở miệng, nhìn về phía cổ phong, đáy mắt mang theo lạnh ý. Cái này Lâm Hùng mặc dù không phải lương châu người, nhưng hắn là cổ phong đệ tử, tuyệt tình công chúa nếu là gặp được, tuyệt sẽ không lưu tình. Độc cô mạc bên trên nơi này, sắc mặt đã trải qua khó coi tới cực điểm. Lúc đầu lần này, nếu như hắn nhi tử đánh bại cổ phong đệ tử, hắn võ đạo chi tâm làm sao sẽ khép lại một chút, mà lần này, cái kia vết sản càng lớn. Từ thế bái lão tổ bắt đầu, đến bây giờ, một mực bị cổ phong vượt trên một đầu, cái này khiến thân là đệ nhất phong chủ hắn trong lòng đã trải qua nén giận tới cực điểm. cổ phong miệng hơi cười, bản thân những đệ tử này có thực lực, tự nhiên muốn nhất minh kinh nhân, phó đạo tu hành chính là muốn rộng rãi tại tâm, nếu không có vạn bất đắc dĩ, không cần ẩn nhẫn. đồng thời đối với cái này thắng lợi cuối cùng nhất, cổ phong cũng là để ý, bởi vì chỉ phải thắng, liền có bi lão tổ chỉ điểm. hai lần chỉ điểm, có thể cho cổ phong cùng bi lão tổ giao lưu càng nhiều hơn một chút cũng có thể để cổ phong càng thêm dễ dàng tìm tới những cái kia hắn muốn biết đồ vật. Trận thứ hai, đệ nhị phong Tiếu Bao đối chiến đệ tứ phong Trần Lãng. Giờ phút này, trọng tài lão giả lại là mở miệng nói ra. Rất nhanh hai người đều là rơi vào lôi đài bên trên. Cổ Phong trong lòng không khỏi cười khổ, Tiếu Bao thể nội nguyên thần là Lương Vân Báo, mà Trần Lãng thì là Lương Vân Lang. Cái này huynh đệ hai người, không nghĩ tới thành đối thủ. Mà hai người bây giờ ký ức không có thức tỉnh căn bản không biết đối thủ thân phận chân chính, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Lần này, hai người chính là đánh nhau. Tại dĩ vãng, hai người này thực lực là tiếu bao mạnh hơn Trần Lãng một chút, nhưng bây giờ Trần Lãng thể nổi nguyên thần là Lương Vân Lang. Lương Vân Lang lúc đầu tư chất thế nhưng là cao hơn Lương Vân Báo. Mặc dù hai người ký ức đều không có thức tỉnh, nhưng có nguyên thần tương trợ, Trần Lãng gần đây tu vi rất có tăng lên. Hai người cái này chiến lực là tương xứng. Tiêu bao, hôm nay ta tất thắng ngươi. Trần Lãng, nhìn người ta ai có thể cười đến cuối cùng. Hai người càng đánh càng mạnh, riêng phần mình vết thương trên người đã trải qua càng ngày càng nhiều, máu tươi đều là tản mạn ra. Mà bọn họ đều là riêng phần mình phong chủ con trai, trong lòng đều có ngạo khí, ai cũng không muốn thua. Chiến đấu này cục diện, dần dần biến hóa, hai cái thực lực gần người, nếu như nhất định phải quyết ra thắng bại, tất nhiên liền muốn đem hết toàn lực, liền cho phép dễ xảy ra nguy hiểm. Hồn tỏa thiên quyền, giờ phút này, tiếu bao thân bên trên hồn tỏa bốc cháy lên hỏa diễm, kỳ hữu quyền bên trên ngưng tụ ra vô cùng khủng bố một kích, hướng phía Trần Lãng trùng sát mà đến. Hồn vụ linh diệt, đồng thời Trần Lãng, quanh thân hồn vụ tràn ngập, biến hóa ra một cái to lớn trường thương, hắn cũng là hướng phía tiếu bao đánh tới. Ai cũng nhìn ra, hai người này, đúng là bắt đầu lấy mạng ra đánh. Ha ha, tốt, nếu như lương thu hồng lão ra hỏa kia, biết hắn hai cái nhi tử giờ phút này sống liều chết, không biết có cảm tưởng gì đâu. Tuyệt Tình công chúa nhìn thấy cảnh này, trong lòng cười thầm, một màn này, nàng tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy, hai người chết một cái, miễn cho nàng động thủ. Bao Nhi, thu tay lại, Lãng Nhi, dừng lại. Giờ khắc này, Đệ Nhị Phong phong chủ Tiếu Hùng cùng đệ tứ Phong phong chủ Trần Dũng, bỗng nhiên đứng lên. Giết, bất quá giờ khắc này, hai người đã giết mắt đỏ, nơi nào sẽ nghe được cha mình ngôn ngữ. Lúc này Tiếu Bao cùng Ích Kích Trần Lãng đều thi triển thủ đoạn mạnh nhất, hai người thi triển đều là sát chiêu, lần này chỉ sợ hai người đem lưỡng bại câu thương thậm chí khả năng có người hội bỏ mạng nơi này ai cũng không nghĩ tới hai người thời khắc cuối cùng biết cái này giống như bướng bỉnh rất nhiều phong chủ muốn cứu viện binh đã tới không kịp không tốt quân trường nghênh sắc mặt đại biến hắn biết tự mình ra tay cũng là đến không kịp hắn trực tiếp nhìn về phía bi lão tổ bi thanh niên chuẩn bị xuất thủ cứu giúp bất quá nàng bỗng nhiên bất động mà là ánh mắt rơi vào cái kia lôi đài bên trên lôi đài bên trên, hai người mắt thấy liền muốn chém giết đến một chỗ. Cũng tại lúc này, một bóng người đột nhiên nhưng mà đến, đứng ở giữa hai người, đồng thời hai tay riêng phần mình một trưởng đón lấy một người trong đó, đem hai người một kích mạnh nhất đồng thời ngăn lại, lập tức truyền âm tại trong lòng hai người vang lên. Tỉnh lại, chương 817, lâm lượng xuất thủ, tại truyền âm đồng thời, cổ phong hai đạo thần nghiệp, riêng phần mình một đạo chui vào tiếu bao cùng trần lãng thể nội. Ông, hai người trong óc, ông nhưng oanh minh, Ta là Lương Vân Báo, Lương Châu Tam Hoàng Tử, lần này là đến hồn Quy Lâm. Ta là Lương Vân Lang, Lương Châu Nhị Hoàng Tử, lần này ta là... Giờ khắc này, hai người trong óc ký ức, bỗng nhiên thức tỉnh Thu liếm thần hồn lực lượng, cổ phong lúc này truyền âm lại là tại hai người vang lên bên tai. Mới vừa rồi cổ phong xuất thủ đồng thời, đã trải qua giúp hai người che lấp một thoáng thần hồn khí tức, bất quá cổ phong không cách nào trợ giúp hai người một mực che lấp. Hai người trong nháy mắt tỉnh ngộ, nhao nhao che lấp bản thân thần hồn khí tức. Lâm phong chủ, ngăn lại, là lâm phong chủ ngăn lại, quá tốt, nếu không có lâm phong chủ, vừa rồi một kích, chỉ sợ hai người sẽ chết một người, cho dù không chết cái kia, cũng muốn trọng thương. Lần này, mọi người tại đây nhao nhao bắt đầu nghị luận. Vừa rồi một màn kia quá hung hiểm, đồng thời những người khác đã trải qua không ngăn trở kịp nữa, chỉ có lâm phong chủ trùng hợp tại lôi đài bên cạnh, xuất thủ cứu giúp. Kỳ thực cổ phong căn bản không phải trùng hợp xuất hiện ở lôi đài bên cạnh, là cổ phong đã sớm nhìn ra hai người thân phận, cũng nhìn ra hai người như vậy chém giết tiếp chỉ sợ sẽ có biến cố, như thế mới tới gần, lúc này mới có thể kịp thời cứu giúp. Cái kia vốn là sốt ruột vạn phần, đã trải qua đứng dậy đệ nhị phong phong chủ tiếu hùng, cùng đệ tứ phong phong chủ Trần Dũng nhìn thấy cảnh này rốt cục thở vào một hơi. Hai người các ngươi, thân là đồng tông đệ tử, lại đều là thiên kiêu hạng người, cớ gì sinh tử chém giết, mặc kệ các ngươi cái nào chết, đối với tông môn mà nói đều là tổn thất to lớn. Lại phụ thân các ngươi, lại bởi vậy trở mặt, thậm chí sẽ khiến tông môn dung chuyển, các người có thể hiểu. Cổ phong lúc này lạnh giọng mở miệng, kỳ thực, cổ phong cũng không phải không có chuyện ở chỗ này giáo huấn người, mà là tại cho hai người ký ức triệt để thức tỉnh kéo dài ra thời gian, dù sao tất cả ký ức khôi phục, phải cần một khoảng thời gian. Lời nói rơi xuống, cổ phong hai trưởng chấn động, lần này, cái này hai đạo trưởng lực trực tiếp đem Lương Vân Lang cùng Lương Vân Báo mới mỗi người mới một kích toàn lực tan giã, đồng thời một cỗ nhu hòa lực lượng, đem hai người riêng phần mình lui ra phía sau mười trượng xa. Lúc này hai người ký ức suốt cuộc triệt để thức tỉnh cũng là nhìn ra suốt thủ người là cổ phong cũng là biết vừa rồi hai người chém giết là cổ phong cứu giúp hai tâm tình người ta cũng là chậm rãi bình phục lại. Một màn này người ở bên ngoài xem ra giống như hai người bị cổ phong mắng tỉnh đồng dạng. Bên này quân trường ninh nhìn thấy cảnh này thở dài một hơi còn tốt lâm sư để cứu viện kịp thời bằng không thật sự ủ thành sai lầm lớn. Quân trường ninh bên cạnh tuyệt tình công chúa trong mắt lại tràn đầy lãnh ý nếu không có cổ phong lúc mấu chốt xuất hiện hai người này chỉ sợ đã trải qua chỉ ít chết một người đồng thời nàng cũng là nhìn ra hai người ký ức bị cổ phong tỉnh lại bao nhi còn không mau cảm tạ ngươi lâm thúc thúc vừa rồi nếu không có ngươi lâm thúc thúc người khả năng đã chết tại lôi đài bên trên bên này tiếu hùng lập tức mở miệng trần lãng ngươi một cái tặc tiểu tử quả thực hỗn chứng cực kỳ nếu không có ngươi lâm thúc thúc người không chết hiện tại cũng muốn trọng thương ngã xuống đất nhanh dập đầu cảm tạ Trần Dũng cũng là lập tức mở miệng một cái, bao nhi lỗ máng, kém chút phạm sai lầm lớn, đa tạ lâm thúc thúc xuất thủ cứu giúp. Lãng nhi hồ đồ, đa tạ lâm thúc thúc cứu giúp. Hai người không chút do dự, cùng một chỗ đối với cổ phong dập đầu bái tạ. Cổ phong lập tức mở miệng, biết sai thuận tiện, kỳ thực một trận chiến này, thắng bại, trong lòng các người đều hẳn phải biết. Một trận chiến này, là ta bại, Lương Vân Lang mở miệng, một trận chiến này, ta cũng bại, Lương Vân Báo cũng là thở dài mở miệng. Cái kia trọng tài lão giả có chút xoắn xuýt, nhìn về phía Quân Trường Ninh mở miệng, "Tông chủ đại nhân, cái này như thế nào phán?" Hai cái này tiểu tử hôm nay kém chút hủ thành sai lầm lớn, bọn hắn nếu đều thừa nhận bản thân bại, vậy liền đều bị loại đi, xem như một bài học." Quân Trường Ninh không chút do dự, mở miệng nói ra. Đối với cái này, Lương Vân Lang cùng Lương Vân Báo tự nhiên cũng không có ý kiến gì, chuyện hôm nay như thế giải quyết quả nhiên là kết quả tốt nhất, hơn nữa hai người biết, lấy hiện tại thân thể này muốn trở thành người thắng sau cùng cũng là không thể nào Tiếu hùng cùng trần dũng mặc dù trong lòng phiền muộn bất quá cũng biết bản thân nhi tử bao nhiêu cân lượng cuối cùng không có mở miệng hai người thì là lại đối cổ phong nói lời cảm tạ một phen tiêu bao trần dũng đồng thời bị loại trọng tài lão giả mở miệng như thế cái này trận thứ hai giao đấu cũng là kết thúc tiếp đó chính là trận thứ ba giao đấu tư mã không đối chiến lâm lượng ánh mắt mọi người lần nữa bị hấp dẫn Tư mã không không cần phải nói, lúc đầu tại tông môn trong thế hệ trẻ, chiến lực cũng có thể xếp vào năm vị trí đầu, trước đó tế bái lão tổ thời điểm, hắn là như vậy có thu hoạch, tu vi trùng hợp đột phá đến ngự không đại viên mãn. Lâm lượng nơi này, tu vi bất qua sơ nhập ngự không cảnh, hai người thực lực thật sự có tranh lệch nhất định. Lúc đầu dạng này quyết đấu, sẽ không hấp dẫn quá nhiều ánh mắt, nhưng lâm lượng là lâm phong đệ tử, đại gia nhớ tới trước đó lâm hùng cái kia kinh diễm biểu hiện, đối với cái này một trận giao đấu cũng là 10 phần có hứng thú. Tư mã không nhìn về phía lâm lượng, mở miệng, lâm lượng, nhận thua đi, bằng không một hồi thất thủ, tổn thương ngươi, sẽ không tốt. Ha ha, tư mã sư huynh, còn mời toàn lực ứng phó, ta cũng muốn nhìn một chút, thực lực của ta đến cùng ở nơi đó. Lâm lượng nghe xong, lúc này mở miệng cười nói, ha ha, tốt, đây là ngươi nói, ta dứt khoát trực tiếp lấy cường hoành thủ đoạn đem ngươi đánh bại. Lời nói phía dưới, tư mã không tay trái hồn tỏa trong nháy mắt xuất hiện, mà trong tay phải, hồn vụ hiển hiện tiếp theo, tay trái tay phải bỗng nhiên hợp lại. Lần này, cái kia hồn tỏa cùng hồn vụ, tại bên trên bầu trời trộn. Vụ tỏa chi mãng lời nói phía dưới, tư mã không hướng phía lâm lượng bỗng nhiên rút ra. Cái kia hồn tỏa, trực tiếp vung vẩy mà ra, hắn vần quanh hồn vụ ngưng tụ, hồn tỏa hồn vụ dung hợp phía dưới, đúng là hóa thành nhất con máng xả hư ảnh. Cái này nhất hồn tỏa vung ra, tựa như nhất con máng xả xuất động đồng dạng. Cái kia vụ tỏa chi mãng gào thét mà ra, to lớn đại mãng xà đầu, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía lâm lượng chính là cắn một cái đi. Ta dựa vào, cái này tư mã không đi lên sẽ dùng sát chiêu A. Đây chính là tư mã không áp đáy hòm thủ đoạn, xem ra hắn đối với cái này lâm lượng cực kỳ thận trọng A. Cái này lâm lượng cũng là tự tìm, đi lên nói cái gì khoác lác, lần này muốn thua rất thảm. Kết quả không cần nhìn, liền biết đạo. Trong lúc nhất thời mọi người vây xem, nhao nhao kinh hô. Hiển nhiên, đối với chàng tỷ đấu này thắng bại, đại gia sớm đã thấy rõ. Tư mã viêm không nói gì, mang trên mặt ý cười, đối với một bên độc cô mạc bên trên mở miệng, nhị sư huynh, chỉ sợ ta ra không nhi muốn siêu việt ngươi ra kiếm nhi. Cho tới nay, độc cô kiếm một mực đè ép tư mã không một đầu, cái này khiến tư mã viêm cái này làm cha cũng là không có mặt mũi, mà bây giờ độc cô kiếm trước bị loại, tư mã không nếu như có thể thắng được trận này, cũng coi là biến hướng mà thắng độc cô kiếm. Độc cô mạc bên trên nghe xong, cười lạnh một câu, tam sư đệ, chỉ sợ đây hết thảy, còn không có người tưởng tượng đơn giản như vậy chương 818, Vương Khai Phó. a à, xem ra nhị sư huynh là xem trọng cái kia lâm lượng Tư mã viêm nghe xong, cười nói, tiểu sư đệ đem ra đệ tử, tại sao có thể có dễ đối phó. Độc cô mạc bên trên lập tức mở miệng, tư mã viêm cũng là không nói, hai người đều là nhìn về phía lôi đài. Lôi đài bên trên, nhìn lấy vụ tỏa chi mãng hướng phía bản thân liều chết sung phong, lâm lượng cũng là không có nửa điểm do dự, hai chân chi trong nháy mắt đường vân hiển hiện, biến ảo vảy màu xanh, cái kia vảy màu xanh nhao nhao nhếch lên, một mảnh khí vụ phun ra, lần này, cả người thân thể tốc độ đạt đến cực hạn, trực tiếp đem cái này vụ tỏa chi mãng tránh ra. Ha ha, không tệ lắm, tránh thoát ta một kích, ta xem ngươi làm sao sẽ tránh ra bao nhiêu lần. Tư mã không gặp tình hình, trong tay xiềng xích không ngừng quật mà ra, cái kia vụ tỏa chi mãng chính là không ngừng đánh giết mà ra. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời vụ tỏa chi mãng hư ảnh không ngừng hiển hiện, nhưng mà để cho người ta kinh ngạc là, lâm lượng chỉ một cái đều không có bị rút ra bên trong đúng là đem tất cả tiến công đều tránh thoát ra hỏa này cái gì tốc độ a hắn tốc độ này có thể so với ngự không đại viên mãn võ giả đi bất quá sơ nhập ngự không cảnh tu vi lại có tốc độ như thế đây cũng quá yêu nghiệt đi nhưng giống như hắn vẻn vẹn tốc độ nhanh nghĩ như vậy thắng cũng không dễ dàng tiếp tục xem tiếp đi nhìn thấy cảnh này đám người không khỏi bắt đầu nghị luận lâm lượng tốc độ nhanh như thiểm điện Tư mã không mỗi một kích đều không thể đánh chúng lâm lượng, bất quá tư mã không tu vi so với lâm lượng cao, hắn có hồn tỏa hộ thể, lâm lượng trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cơ hội đánh bại tư mã không. Hai người lần này, quả nhiên là ai cũng không làm gì được ai, tại mọi người xem đến, đây chính là một trận đánh rằng co, ai thể nội trước hao hết, người đó liền bại. Mà bây giờ, tư mã không tu vi càng hơn một bậc, trước hao hết thể lực tất nhiên là lâm lượng, cái này thắng bại cũng đã rất rõ ràng. Tư mã viêm vốn là còn chút kinh ngạc tại lâm lượng tốc độ, bất quá bây giờ nụ cười trên mặt hiển hiện, cũng là lòng tin mười phần. Bên này cổ phong nhìn thấy cảnh này, mở miệng, lượng nhi, không cần lại ẩn giấu thực lực. Cái gì, ẩn giấu thực lực, đại gia nghe nói, đều dối giết kinh ngạc, sơ nhập ngự không cảnh lâm lượng cùng ngự không đại viên mãn tư mã không đánh đến nước này, đã là mười phần không dễ dàng, hắn còn ẩn giấu thực lực, cái này sao có thể. Tư mã viêm nụ cười trên mặt ngưng kết, mở miệng, lâm sư đệ, Người cái này là đang nói đùa đi, chứ có quá mức miễn cưỡng để tử mình. Ha ha, tứ sư huynh lại nhìn chính là, cổ phong nghe xong, nhạt nói, lâm lượng giờ phút này mở miệng, tư mã không, tiếp đó, ta muốn ra tay toàn lực. Lời nói này ở giữa, lâm lượng hai chân bên trên nhách lên lân phiến trong nháy mắt tăng dài tới một tấc, đồng thời kinh khủng hơn khí vụ bộc phát ra, một mảnh kia khí vụ, đúng là hình thành từng đầu quái dị khí vụ chi rắn mà những cái này khí vụ chi thân rắn trên đều là sống đến nhất hai cánh những cái này ngày thường cánh khí vụ chi xà hoàn tha tại lâm lượng hai chân bên trên nháy mắt sau đó lâm lượng biến mất ở trong mắt rất nhiều người lâm lượng biến mất bất quá tại tu vi đạt tới đệ tam bộ võ giả trong mắt lại là lâm lượng tốc độ bạo tăng đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao tốc độ này đã trải qua siêu việt ngự không cảnh cực hạn đúng là đạt tới sơ nhập thần niệm cảnh siêu cũng chính là một cái hoảng hốt ở giữa giờ khắc này Tư Mã Không bên tai truyền đến lâm lượng thanh âm. Người bài, hắn cúi đầu xem xét, cổ họng mình chỗ đã trải qua chống đỡ một cây chủy thủ. Lâm lượng một đao kia, xuyên qua tầng tầng dây sắt phòng ngự, trong khoảnh khắc đó cắm vào trong đó, chống đỡ tại Tư Mã Không ít hầu chỗ. Nhanh, quá nhanh, lần này, Lâm lượng đem tốc độ đạt đến cực hạn, một kích chiến thắng. Đệ thất phong, Lâm lượng thắng, trọng tài lão giả mở miệng, trong lúc nhất thời, toàn bộ đệ thất phong đều sôi trào. Đầu tiên là đại hùng chiến thắng độc cô kiếm, hiện tại lâm lượng lại là chiến thắng tư mã không, lần này đã có hai người tiến vào bốn mạnh. Đệ thất phong có thể nói, hôm nay thật sự quá mức lập lòe. Đệ ngũ phong vương khai phó đối chiến đệ thất phong lâm mãn. Giờ khắc này, trọng tài lão giả, lại là mở miệng. Lại có đệ thất phong người, lần này tất cả mọi người ánh mắt lần nữa hội tụ lôi đài bên trên. Vương khai phó bề ngoài thô kệch mang theo vài phần cuồng dã khí thức, mà tiểu man đầu trên trán cái kia ngây thơ còn chưa hoàn toàn bỏ đi, hai người hình tượng là so sánh rõ ràng. Mặc dù tiểu man đầu còn chưa tới 20 tuổi, nhưng không có người đối với sự coi thường, tại tế bái lão tổ về sau, tu vi thế nhưng là đạt tới sơ nhập ngự không cảnh. Bất quá đối với trận này thắng lợi, một chút không quá hiểu tiểu man đầu người, càng thêm xem trọng Vương Khai Phó. Dù sao Vương Khai Phó tu vi thế nhưng là ngự không tiểu viên mãn, đồng thời hắn tiến vào ngự không tiểu viên mãn thế nhưng là đã trải qua rất nhiều năm cái này tiểu man đầu chính là mới vừa đột phá đến sơ nhập ngự không cảnh, hai người tu vi tranh lệch cực lớn. Đi đến, vi sư cùng ngươi lâm sư thúc như thân huynh đệ đồng dạng, người xuất thủ cần phải có chút nặng nhẹ. Vương đào nhìn về phía vương khai phó mở miệng nói ra. Từ khi cổ phong đem dung mạo khôi phục về sau, vương đào lại là qua bên trên tưới nhuần thời gian, trong tông môn, không thiếu nữ trưởng lão đều là nhìn trộm trong lòng của hắn khói mù đã trải qua triệt để quét tới, mà hết thảy này đều là cổ phong công lao, hắn bây giờ nhìn thấy cổ phong thật sự như nhìn thấy thân nhân đồng dạng là sư tôn vương khai phó mở miệng lập tức nhìn về phía tiểu man đầu nói ra sư đệ ngươi lại ra tay toàn lực đi ta sẽ không đả thương ngươi lời nói ở giữa vương khai phó xuất ra nhất cái bình nhỏ nắp bình bay lên lúc này một cái linh quỷ chính là nổi lên cái này linh quỷ ngày thường con ngươi màu xanh lục hiển nhiên là lục nhãn linh quỷ mà hắn khí tức là ngự không tiểu viên mãn sư đệ đi đến tu ta thiên hồn tông tam đại thần thông, tại linh quỷ bên trên tạo nghệ sâu nhất, đến mức chậm chế tự thân tu vi, nếu không có như thế, hắn tu vi chỉ sợ sớm đã đạt tới ngự không đại viên mãn, hắn linh quỷ thế nhưng là cực kỳ cường hoành, bất quá người yên tâm, tiểu man đầu sẽ không thụ thương. Vương đào đối với cổ phong vừa cười vừa nói, vậy liền đa tạ sư huynh, cổ phong nghe xong, cười gật gật đầu, việc này rất nhiều thiên kiêu cũng là đều biết, vương khai phó chỉ tu linh quỷ, tại linh quỷ bên trên, hắn cơ hồ hao phí tất cả tinh lực, có thể nói cùng hắn giao đấu thắng bại ngay tại linh quỷ, có thể đánh bại hắn linh quỷ liền có thể thắng, như không cách nào đánh bại hắn linh quỷ vậy liền thua không nghi ngờ. tại vương khai phó xem ra một cái ngự không tiểu viên mãn linh quỷ đủ để ứng phó tiểu man đầu, mà những cái kia quen biết tiểu man đầu người giờ khắc này mặt trên đều là xuất hiện vẻ cổ quái. ta thực sự có thể ra tay toàn lực sao? tiểu man đầu một mặt khờ dại hỏi, vương khai phó tự tin mở miệng. Ha ha, sư đệ, sư huynh ta nói chuyện tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi tùy ý xuất thủ, ta chỉ lần này linh quỷ cùng ngươi đối địch, sư tôn nếu lên tiếng, ta tuyệt đối không thương tổn ngươi. Ta coi như làm bị thương ngươi linh quỷ, cũng không có chuyện gì sao? Ha ha, tiểu sư đệ, ngươi nghĩ nhiều, cái này linh quỷ cũng không phải ngươi có thể ứng đối, đừng nói làm bị thương, ngươi nếu là có bản sự, coi như chém giết ta đây linh quỷ, vi huynh cũng sẽ không có nửa phần nội ý. Chương 819, song sinh huyết mạch Vương Khai Phó khắp khuôn mặt là tự tin mở miệng, khác hắn không dám nói, nhưng ở linh quỷ tạo nghệ bên trên, hắn thiên phú hiếm người sánh kịp, cho dù là thánh nữ niệm tình tại đơn thuần đối với linh quỷ khống chế bên trên, cũng không bằng hắn Vương Khai Phó. Như thế, đối với tiểu man đầu nói tổn thương hắn linh quỷ, hắn là căn bản không để trong lòng bên trên. Vậy thì thật là thật cảm tạ sư huynh, tiểu man đầu một mặt hưng phấn mở miệng, không có gì, người toàn lực ra, Vương Khai Phó mở miệng, mà nhìn thấy trước mắt cảnh tượng hắn bỗng nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không chỉ là vương khai phó, ở đây không biết nhiều ít, trong mắt đều là mang theo vẻ kinh hãi. Chỉ thấy, một cái dị thú hư ảnh, hiện lên ở tiểu man đầu hướng trên đỉnh đầu, cái kia to lớn đầu to, tản ra khí tức khủng bố. Đây là, thôn thiên thú, hắn, là thôn thiên tộc người, quân trường nghênh sắc mặt, bỗng nhiên biến đổi, trong lòng của hắn đã trải qua chấn động không ngừng. Hắn tự nhiên nhìn ra trước đó Lâm Hùng là lực tộc nhân, cái kia Lâm Lượng là tránh tộc nhân, lại không nghĩ rằng cái này lâm mãn lại là mạnh mẽ hơn nữa thôn thiên tộc người. Bản thân cái này lâm sư đệ, trước kia thua cái này ba người đệ tử, đều là từ đâu tìm đến A. Cái này dị thú hư ảnh vừa ra, mọi người tại đây sắc mặt đều là biến hóa, đơn giản là cái này dị thú hư ảnh tán phát khí tức, thật sự quá kinh khủng. Nuốt, tiểu man đầu mở miệng, chỉ thấy cái kia thôn thiên thú trong nháy mắt chính là mở cái miệng rộng. Tiếp theo, làm cho tất cả mọi người đều rung động một màn xuất hiện chỉ thấy hắn mở ra cái kia lớn trong miệng xuất hiện nhất cái vòng xoáy khổng lồ lập tức nhất cỗ kinh khủng hấp lực bộc phát ra kinh khủng này hấp lực phía dưới cái kia linh quỷ trong nháy mắt một tiếng kêu rên tiếp lấy thân thể chính là bay lên trên không trung xoay chuyển hướng phía ngụm kia bên trong mà đến không được dừng lại vương khai phó một tiếng quát lớn lấy tinh huyết làm dẫn điên cuồng khống chế linh quỷ nhưng mà đây hết thảy cũng đã là phí công cái kia linh quỷ bị tiểu man đầu trực tiếp hút vào trong miệng lập tức tiểu man đầu chính là bắt đầu nhai nuốt vừa nhai còn một bên lẩm bẩm rất lâu cũng chưa từng ăn ngự không tiểu viên mãn linh quỷ mùi vị không tệ không sai nhìn thấy cảnh này đám người cơ hồ ngoác mồm kinh ngạc trước đó giao đấu tiểu man đầu đều không có thi triển thôn thiên thú thần thông bởi vì hắn tu vi có ngự không cảnh ứng phó những cái kia ngự không cảnh phía dưới võ giả quyền cước chính là nhẹ nhõm thủ thắng mà lần này khác biệt đối phương còn xuất ra lợi hại như thế linh quỷ tiểu man đầu đương nhiên muốn thi triển bản thân lăng lệ thủ đoạn mà biết tiểu man đầu có này thần thông, phần lớn đều là cùng tiểu man đầu cùng một chỗ tham gia cái kia đệ thất phong khảo hạch người, những người khác đều là không biết. Ta dựa vào gia hỏa này vậy mà nuốt sống linh quỷ. Đáng sợ, quả thực thật đáng sợ a, à. cái này tiểu tử không sợ nghẹn chết sao? Đây chính là ngự không cảnh linh quỷ a. À. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kinh hô mở miệng, so với Lâm Lượng cùng Lâm Hùng, Lâm Mãn thủ đoạn này quả nhiên là quá kinh diễm. Đồng thời, có thể nói hắn thủ đoạn này là khắc chế tất cả linh quỷ a cái này để người ta căn bản không cách nào đánh vương khai phó mặt đều lục đây chính là tự mình luyện chế nhiều năm linh quỷ a bản thân khống chế lại đã trải qua thuận buồm xuôi gió uy lực vô tận cái này mà vương khai phó bên này vừa định nổi giận tiểu man đầu chính là mở miệng cười nói sư huynh quả thực là quá hào phóng bạch bạch cho ta ăn ngon như vậy đồ ăn thực sự là thật cảm tạ sư huynh sư huynh quả nhiên nói là làm nói được thì làm được ta cho là ta nuốt sư huynh linh quỷ sư huynh sẽ tức giận đây, không nghĩ tới sư huynh chính là mặt có chút lục, một chút cũng không sinh khí. Ta, vương khai phó trong lòng kêu khổ không chịu nổi, hết lần này tới lần khác trước đó hắn chính mình nói, cho dù linh quỷ bị nuốt, cũng sẽ không có mảy may nội ý. Hắn cứng rắn gạt ra một nụ cười, lập tức mở miệng, ha ha, vì huynh tự nhiên nói là làm, bất quá sư đệ thủ đoạn, sư huynh ta cũng là lĩnh giáo, lần này sư huynh cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, ra. Lời nói này ở giữa, vương khai phó tay kia bên trong bình nhỏ bên trong, bay thẳng ra năm cái linh quỷ. Cái này năm cái linh quỷ, một cái ngự không tiểu viên mãn, còn lại bốn cái là sơ nhập ngự không cảnh. Năm cái linh quỷ, cũng đều là ngự không cảnh linh quỷ. Cái này vương khai phó không hổ là quỷ tu thiên tài, tại luyện chế linh quỷ cùng khống chế linh quỷ bên trên, chỉ sợ không người là đối thủ của hắn. Bên trên bầu trời, vụ lão tổ nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở miệng nói ra. Cái này tiểu tử nuốt một cái linh quỷ, hẳn là cực hạn, dù sao tu vi có hạn. Một bên tỏa lão tổ cũng là không khỏi nói ra, mi thanh nhiên lại là nhạt nói, các ngươi không biết thôn thiên tộc đáng sợ, lại tiếp tục xem đi. Cũng tại lúc này, vương khai phó quanh thân bên ngoài, cái này ngũ quỷ, thân bên trên khí tức đều là bộc phát ra. Trong đó một cái linh quỷ thân thượng kiếm quang thiểm nhấp nháy, kim thuộc tính khí tức tản mạn ra. Bốn con khác linh quỷ, chia làm phát ra, mộc, thủy, hỏa, thổ, khí tức. Năm hệ linh quỷ độc cô mặc nhìn lên đến đây màn không khỏi mở miệng vương sư đệ không nghĩ tới đi đến nhất định nhưng đã luyện chế ra năm hệ linh quỷ cho dù ta ra kiếm nhi chưa bại gặp được ngươi ra đi đến chỉ sợ cũng là không dễ ứng đối ha ha cái này tiểu tử nghẹn thật lâu liền loại lần này tông môn thi đấu nhất minh kinh nhân lúc đầu hắn thủ đoạn này hẳn là chuẩn bị ứng đối thánh nữ không nghĩ tới bị cái này tiểu bàn tử bước đi ra vương đào cười nhạt mở miệng đối với vương khai phó cái này ngũ quỷ thủ đoạn hắn có lòng tin tuyệt đối cái này ngũ quỷ cùng nhau xuất kích lấy vương khai phó lực khống chế có thể cho bọn hắn hành tẩu ngũ hành trận phương thức cái này liên hợp phía dưới uy lực vô tận cho dù là ngự không đại viên mãn võ giả dựa vào cái này ngũ quỷ cũng có thể một trận chiến giờ khắc này vương đào nhìn về phía cổ phong mở miệng cười nói sư đệ người cái kia đồ nhi còn có thể ứng đối có lẽ còn có thể đi cổ phong cười nhạt lập tức một câu tiểu man đầu thi triển thiên phú thứ hai thần thông đi thiên phú thứ hai thần thông đám người xứng sờ, chẳng lẽ vừa rồi thủ đoạn, còn không phải tiểu man đầu toàn bộ. Là, sư tôn, tiểu man đầu mỉm cười. Sư đệ, lần này, người có thể cẩn thận, ngũ quỷ hóa ngũ hành, đi. Vương khai phó mở miệng, lúc này cái kia năm cái linh quỷ gào thét mà ra. Bọn hắn xông ra đồng thời, thân thể bên trên, riêng phần mình phát ra một loại ngũ hành lực lượng, ngũ quỷ liên hợp phía dưới, linh khí gào thét, biến hóa ra một chuôi ngũ thải quang mang lấp lóe cử kiếm. Cự kiếm kia, hướng phía tiểu man đầu chính là bổ tới hiện giờ khắc này tiểu man đầu mở miệng lần này chỉ thấy đầu của nó đỉnh bên trên lại là một người dị thú hư ảnh nổi lên cái này cái thứ hai dị thú hư ảnh thân bên trên tán phát khí thức cùng thứ một cái dị thú hư ảnh hoàn toàn tương phản bất quá bọn hắn bề ngoài lại là 10 phần gần lại là một cái thôn thiên thú giờ khắc này quân trường ninh không khỏi mở miệng cảm thán nói ra sư đệ người thu cái đệ tử giỏi a thôn thiên tộc song sinh huyết mạch cái này tư chất thật sự vô địch. Song sinh huyết mạch, lần này, đại gia mới phát giác, cái này hai cái dị thú hư ảnh mặc dù dáng dấp giống nhau, nhưng nhưng thật giống như là một được một cái, cái kia tán phát khí tức như thế mới hoàn toàn tương phản. Thôn thiên thú, hùng thôn hồn, thư thôn linh,